Chương 61, nhưng không phải mỗi giây mỗi phút Tác Dương đều nhớ đến Thẩm Huy Minh, giống như khi Thẩm Huy Minh bận rộn công việc thì cũng sẽ không phân tâm ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhưng cứ được ngơi tay thì dù nhìn thấy một chùm sáng, một đám mây thì chỉ thiếu điều chụp lại chia sẻ cho người kia ngay, có lẽ đây là cảm giác chân thật nhất, giản dị nhất khi thích một người. Khi máy bay đã bay vào tầng bình lưu, Tác Dương bắt đầu làm việc. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ Tống Khải thỉnh thoảng tới bắt chuyện tác dương lười đối đáp nên cố gắng giả vờ điếc nếu là lúc trước thì có lẽ cậu còn kiên nhẫn giao tiếp cho đến khi nào đối phương từ từ nhận ra cậu không có hứng thú gì với người ta cả đây là cách xử lý tốt nhất để không xảy ra xung đột cũng không cần sử dụng ngôn từ gì quá gay gắt nhưng bây giờ thì khác rồi mà tác dương cũng phát hiện ra điểm khác biệt này từ sau khi hẹn hò với thẩm huy minh thì tính cách cậu đã có phần thay đổi cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với tất cả những người bày tỏ ý đồ với mình ngoại trừ thẩm huy minh cậu bức thiết muốn phủi sạch quan hệ với họ, muốn chứng minh rằng cậu chỉ cần thẩm huy minh mà thôi. Khi màn đêm buông xuống, các hành khách trên máy bay đều đã nghỉ ngơi, Tác Dương vừa dọn dẹp dụng cụ ăn vừa đem về vừa tính xem còn bao nhiêu thời gian nữa thì tới Moscow. Tống Khải đi tới, đứng tựa một bên nhìn cậu không nói gì. Tác Dương khó chịu bởi cái nhìn chồng chọc ấy, nhưng lười nói nên chỉ giả vờ như không thấy. Anh Dương, Tống Khải khẽ giọng, em phát hiện anh có vẻ không ưa em lắm thì phải. Tác Dương chợt phát hiện hóa ra tên này không phải thiếu tinh ý như cậu nghĩ, chẳng qua là da mặt hơi dày thôi. Tác Dương không nói gì, Tống Khải thở dài, em thất bại thật. Tác Dương dọn dẹp dụng cụ ăn xong xuôi rồi quay người tiếp tục làm việc khác, thình lình Tống Khải trắng trước mặt cậu, mặt cười nham hiểm. Anh Dương à, anh không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt em đâu, em thấy hết cả rồi. Tác Dương chau mày, đanh giọng hỏi, cậu nhìn thấy gì? Anh hôn nhau với một người đàn ông trong xe, Tống Khải nói em đã nhìn thấy ở bãi xe rồi, các anh đúng là chẳng sợ tai mắt người ngoài nhỉ. Tác Dương nhớ tới ngày Thẩm Huy Minh tới đón mình, đúng là bọn họ có hôn nhau ở bãi đổ xe. Vậy thì sao? Tác Dương thản nhiên nhìn cậu ta, rồi lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách. Đó cũng là người lần trước ở Berlin, Tống Khải nhấc tay dây ấn đường, tỏ vẻ suy tư, tên gì ấy nhỉ, em nhớ hình như là họ Thẩm thì phải. Tác Dương không hề lo lắng chuyện người khác biết mối quan hệ giữa mình với Thẩm Huy Minh, cậu không phải là người đồng tính duy nhất trong hãng hàng không này, có một số người gần như đã ngầm công khai xu hướng tính dục của mình từ lâu, đặc biệt là sau khi Chu Mạc chuyển ngành rồi kết hôn với một người đàn ông đã nâng cao mức độ chấp nhận của mọi người rồi. Trước giờ Tác Dương chưa từng muốn giấu giếm xu hướng tính dục của mình, không ai biết rốt cuộc cậu thích nam hay nữ chỉ vì xưa nay cậu không tiết lộ đời sống cá nhân của mình cho đồng nghiệp mà thôi cho nên tống khải nói gì cậu cũng chẳng quan tâm cậu hoàn toàn có thể bình tĩnh ứng phó được nhưng cậu lo lắng chuyện của mình sẽ ảnh hưởng tới thẩm huy minh anh ấy tên gì có liên quan tới cậu không tác dương bắt đầu thấy khó chịu cậu không chỉ mong tất cả mọi người đừng tới trêu chọc mình mà còn mong những người không liên quan cách xa thẩm huy minh ra tống khải bật cười cậu ta nhìn tác dương bằng ánh mắt ngạc nhiên anh dương à chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu đây là lần đầu tiên em nghe anh nói chuyện với người khác bằng giọng điệu như vậy đấy cậu ta hơi nghiêng người về trước ghé tới gần tác dương hóa ra anh cũng biết nổi nóng cũng biết tức giận à tác dương giơ tay lên dí đầu ngón tay lên bả vai cậu ta đẩy ra xa đương nhiên con người ai mà chẳng có giới hạn kìm nén cơn uất giận trong lòng cậu thật sự không muốn xung đột với người khác cậu vội vàng lùi lại nửa bước lưng đã đè vào cái kệ phía sau rồi bây giờ là giờ làm việc Tôi không muốn nói chuyện cá nhân với cậu ở đây." Tống Khải bật cười, "Không muốn nói chuyện cá nhân với em hay là sợ em vạch trần lớp vỏ ngụy trang của anh?" Tác Dương nhíu mày thêm chặt, "Không sao đâu, thật đó." Tống Khải nói, "Em phát hiện khi anh không làm giá thì lại càng quyến rũ hơn, lúc hôn người ta cũng rất lôi cuốn." "Tống Khải, tôi nói lại lần nữa, bây giờ là giờ làm việc, vậy ý anh là sau khi hết giờ làm thì em có thể nói chuyện riêng với anh đúng không?" Tống Khải cố ý nhấn mạnh chữ riêng, "Xin lỗi cậu." tôi không có hứng thú với cậu và cả nội dung nói chuyện của cậu tác dương trả lời tôi còn công việc phiền cậu trở về vị trí của mình tống khải quan sát cậu bằng ánh mắt thâm hiểm anh dương à em thích cái điệu bộ này của anh dù chỉ là gồng nhưng cũng vẫn gồng quyến rũ hơn kẻ khác tác dương hít sâu một hơi tay siết chặt thành quyền cậu sẽ không ra tay đánh người nhưng cậu sẽ dùng cách của mình để khiến tên này cách xa cậu ra tống tác dương chưa kịp nói xong thì chung phục vụ vang lên cậu thở hắt ra phiền cậu tránh đường hành khách của tôi đang gọi tôi tống khải ngoan ngoãn đứng sang một bên em đợi anh trở lại tác dương cho mày băng ngang qua người cậu ta sau khi ra ngoài lập tức đổi ngay sang nụ cười chuyên nghiệp chăn của hành khách bị nước vấy bẩn nhờ cậu đổi chăn mới tác dương đổi chăn cho khách xong rồi nhẹ giọng hỏi khách có cần cậu giúp đỡ thêm gì nữa không sau khi vị khách nói cảm ơn và tỏ ý không cần thêm gì nữa thì cậu cầm tấm chăn bẩn quay về tống khải vẫn đang ở đó đợi cậu cậu mới vừa bước vào đã bị cậu ta ôm lấy eo Tác Dương không có bệnh sạch sẽ nhưng cậu thật sự không thích đụng chạm với người không quen thân, đặc biệt là người không thân mà còn làm phiền cậu. Tác Dương đẩy ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, mong cậu tôn trọng cho. Tống Khải cười bảo, "Anh Dương à, em đâu có ý gì đâu, em sợ anh đứng không vững sẽ ngã thôi mà." Tác Dương cất chăn bẩn đi rồi quay lại, "Tống Khải, là đồng nghiệp với nhau, tôi không mong muốn sẽ gây ra chuyện gì xấu mặt, sao lại xấu mặt được?" Tống Khải nhìn chầm chầm eo cậu, anh như thế nào cũng đẹp cả. Tác Dương định nói tiếp nhưng bị cậu ta ngắt lời, anh Dương à, anh không cần phải ngại ngùng gì đâu, chúng ta đều không còn là thanh niên ngây thơ trong sáng nữa. Nhưng mà em vẫn muốn nhắc nhở anh, có một số người tri nhân tri diện bất tri tâm, chuyện chú mạc em đã từng nghe nói rồi, xem như anh ta tốt số, lên máy bay câu được một con cá lớn đã bỏ nghề đi hưởng phước rồi, nghe nói quan hệ hai người bọn anh khá thân thiết, nhưng mà anh không bắt chước được cuộc sống của anh ta đâu. Tống Khải ghé vào tai cậu, thấp giọng bảo, bọn nhà giàu chỉ chơi đùa nay đây mai đó thôi, chơi chán chơi rồi lại thay áo mới. Anh nhìn trên cái máy bay này đi, mặc đồng phục vào rồi ai mà chẳng chân dài mặt đẹp như ai, có ai nổi bật hơn đâu. Cuối cùng Tác Dương không nhịn được nữa, câu đột nhiên giơ tay lên túm cổ áo Tống Khải, đẩy mạnh cậu ta vào góc, Tống Khải không kịp chuẩn bị giật thót tim, chưa phản ứng gì đã bị Tác Dương bóp cổ tác dương gồng mạnh tay hơn nữa cũng không định hạ thủ lưu tình với tên này làm gì chưa đầy phút sau mặt tống khải đỏ bừng nhìn tác dương bằng con mắt khó tin tác dương cũng không ngờ có ngày mình lại tả xung hữu đột với người khác hồi xưa lúc mới đi làm chu mạc có lôi cậu đi học vài chiêu võ lúc đó chu mạc nói kiểu người như chúng ta có ngoại hình đẹp thì cũng phải có vài ngón nghề để phòng thân chứ khi đó tác dương chẳng để tâm mấy xem như đi chơi với chu mạc thôi học được vài chiêu không ngờ có ngày phải sử dụng, có lúc võ nghệ chẳng cần phải học quá nhiều, biết một chiêu là đủ rồi. Từ nhỏ tới lớn, hầu như tác dương không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, điều này khiến cậu cảm thấy an toàn. Nhưng mà hôm nay thật sự cậu nhìn không nổi nữa rồi, Tống Khải, nói nhẹ nhàng thì cậu không nghe chứ gì. Ánh mắt tác dương long sòng sọc, tôi nói lại lần nữa, tôn trọng nhau chút đi, cậu thấy Tống Khải đang thở ngáp ngáp, nhưng cũng không định bỏ qua dễ dàng như vậy, đầu tiên, tôi rất lười phải làm bộ làm tịch, cậu là người như thế nào thì tôi sẽ đối xử như thế ấy, hiểu chưa? Tống Khải định gỡ tay cậu ra nhưng lại phát hiện mình quá yếu, chỉ có thể gật đầu li lịa, hy vọng cậu mau chóng buông mình ra. Thứ hai, Chu Mạc bỏ ngành theo trình xâm không phải vì đi hưởng phước, bây giờ cậu ấy vẫn đang dốc sức làm việc, đừng lấy bụng ta suy bụng người, hiểu chưa? Tống Khải tiếp tục gật đầu như giả tỏi. Cuối cùng, Tác Dương hít sâu một hơi, nhã hàm răng đang nghiến chặt cái người họ thẩm mà cậu nói chính là bạn trai đường đường chính chính mà tôi sẽ chung sống cả đời cậu có chơi chán ai thì anh ấy cũng sẽ không chán tôi hiểu chưa tống khải thấy mình sắp tắt thở tới nơi rồi cậu ta không ngờ trong tác dương mảnh mai yếu đuối như vậy mà lại khỏe mạnh đến thế tưởng người ta chỉ là một quả hồng mềm cho mình thoải mái nắng bóp kết quả đó lại là một ngọn núi lửa đang ngưng hoạt động bình thường thì không thấy gì nhưng một khi đã phun trào thì nham thạch đó đủ để thiêu chết người cậu ta nhăn nhó gật đầu, vang nài tác dương buông tha cho mình, bây giờ đã biết tôi khó dây vào rồi chứ gì. Tác dương lại siết tay biết rồi thì phải cách xa tôi ra hiểu chưa, Tống Khải vô cùng hối hận, mặt cậu ta đã tím tái rồi, sớm biết tác dương nóng tính thế thì cậu ta nào dám động vào. Bây giờ chỉ biết gật đầu thôi, muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt, ai mà ngờ một tác dương bình thường dịu dàng ôn hòa lại là người như vậy chứ, tác dương làm thinh mấy giây, ánh mắt thù địch sẽ thẳng vào Tống Khải. Sau khi Hải giận rồi, bất tức rồi mới chịu buông tay ra, Tống Khải cuối cùng cũng được hít thở bình thường, cậu ta dựa vào góc ho sạc sụa, ngồi sụm luôn xuống đất, tác dương mặc kệ, tiếp tục làm công việc của mình. Đợi đến khi ho xong, tuy lòng vẫn âm cục tức nhưng Tống Khải không dám nói thêm một câu dư thừa nào với tác dương nữa, có dò chuồn đi mất, cái tên phiền phức cuối cùng cũng đã đi khỏi, tác dương thở vào một hơi, rồi phì cười. Đột nhiên cậu muốn biết nếu cậu kể chuyện này cho Thẩm Huy Minh nghe thì anh sẽ đánh giá như thế nào về hành vi của cậu. Vừa đến Moscow là Tác Dương đã mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Huy Minh. Cậu đắn đo cả buổi trời, sau đó nhắn: Hôm nay em vừa chém một thằng đồng nghiệp quấy rối em. Khi Thẩm Huy Minh nhìn thấy tin nhắn của Tác Dương thì anh mới vừa ra khỏi phòng họp. Anh cau mày nhìn chồng chọc điện thoại hồi lâu, rồi anh trả lời: Em bị đánh cắp tài khoản a. Tác Dương đọc tin nhắn của Thẩm Huy Minh mà bật cười, rồi cậu gửi tin nhắn thoại tới, tường thuật vắn tắt chuyện xảy ra hôm nay. Thẩm Huy Minh về văn phòng, ngồi trên ghế nghe mà cười mãi không ngớt. Anh thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ cậu động tay động chân với người khác. Trong mắt anh, Tác Dương luôn là người dịu dàng, thỉnh thoảng bông đùa vài câu không có ác ý, hoặc là thỉnh thoảng dở vài thủ đoạn hồng khiêu khích anh. Anh trả lời, anh rất muốn xem thử điều bộ hung dữ của em đấy. Tác Dương bảo: vậy chắc hơi khó đấy, vì hãy nhìn thấy anh là em lại muốn cười, không sao hung dữ được hết, thỉnh thoảng số trời cũng khó đoán đáo để. Lần trước cậu ở cùng Thẩm Huy Minh thì bị mắc kẹt ở Moscow do một trận mưa bão đột ngột kéo tới, còn lần này không có Thẩm Huy Minh bên cạnh, ấy thế mà Tác Dương đã lâu chưa bay Berlin vẫn lại vì một cơn bão mà mắc kẹt ở cùng một nơi, bay bao nhiêu năm trời, Tác Dương cũng không xa lạ gì với kiểu thời tiết tai ác đột xuất này nữa, cậu đã quen với cuộc sống như vậy rồi, bên ngoài gió rít âm âm, cuốn theo bông tuyết bay trắng xóa cả trời, nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy nổi nhân viên sân bay. Thời tiết như thế này chắc chắn là không bay được rồi. Tất cả các hành khách đều được sắp xếp ở khách sạn, tổ bay của Tác Dương sau đó cũng làm thủ tục nhận phòng. Lần này mỗi người được ở hẳn một phòng, tuy cơ sở vật chất cũng tạm được nhưng may là yên tĩnh. Cậu báo với Thẩm Huy Minh tình hình bên này, còn đùa là Moscow thích mình quá, lần nào quá cảnh cũng bắt cậu ở lại thêm. Thẩm Huy Minh gửi lời mời gọi video tới cho cậu, nhìn Tác Dương vừa mới tắm xong ngồi bên giường, anh cười bảo, anh cũng thích em lắm đây này, vậy em cũng ở bên anh lâu thêm chút nữa nhé. Tác Dương cười, anh học cái kiểu đó từ ai đấy hả? Tự học thành tài, em cũng biết mà, khi tình cảm đã chín mùi thì cái gì mà chả nói được. Tác Dương chê anh sến, nhưng lại không dám nói chiêu sến này rất hữu dụng với mình. Khi cậu gọi video cho anh thì Moscow đang là nửa đêm. Còn Thẩm Huy Minh đã thức dậy chuẩn bị đi làm rồi, chênh lệch 5 tiếng đồng hồ tạo cho họ cảm giác như đang ở hai thế giới khác nhau. Cặp tình nhân mười mấy tiếng đồng hồ chưa gặp nhau nói chuyện được mười mấy phút thì một người chuẩn bị đi ngủ, một người chuẩn bị đi làm. Có nhớ anh không? Trước khi tắt video, Thẩm Huy Minh hỏi, lần trước em ở Moscow còn có anh ở bên em. Tác Dương nhìn anh, thiếu điều chui qua màn hình hôn thắm thiết cái người đàn ông này mà thôi nhớ chứ ít nhiều gì hôm nay tác dương cũng bị tống khải ảnh hưởng tới tâm trạng thà không so thì thôi chứ so rồi là giật mình chỉ nói vài ba câu với tống khải mà cậu càng nhận ra thẩm huy minh thật đáng trân quý biết nhường nào đừng nói hiện tại cho dù là hồi hai người mới quen biết nhau từ cách thể hiện ý tốt cho tới lúc theo đuổi thẩm huy minh luôn giữ được khoảng cách lịch thiệp đến giờ tác dương mới hiểu người tốt rất khó tìm trên cả thế giới này Người tốt mà duyên số ban tặng cho cậu và một nửa kia đồng điệu cả thể xác lẫn tâm hồn với cậu cũng chỉ có một mình thẩm huy minh mà thôi. Chính nhờ sự may mắn đã giúp cậu của năm 27 tuổi gặp được người đàn ông này. Tác Dương, nhớ anh lắm, nhưng mà em có cái này rồi. Cậu móc một viên kẹo từ trong túi áo ngủ ra, thấy quen không? Thẩm Huy Minh phì cười, em mang theo thật à? Chứ sao, khi nào nhớ anh sẽ ăn một viên? Tác Dương nói xong, đột nhiên cậu hiểu ra được tình cảm chín mùi lúc nãy thẩm huy minh nói khi tình cảm đã chín mùi thì đến cả cậu cũng có thể nói những lời ngọt xớt hai người hàn huyên đôi câu rồi cũng phải lưu luyến cúp điện thoại tác dương cầm viên kẹo kia trong tay chui vào chăn ngủ thật ngon thời gian hoãn chuyến bay do cơn bão tuyết còn lâu hơn cả trận mưa gió lần trước đến tận chiều hôm sau bọn họ mới được lên máy bay ân trời chặn bay sau vô cùng suôn sẻ tuy muộn mười mấy tiếng nhưng cũng đáp cánh bình an sau khi hạ cánh Tác Dương và mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, cậu có đủ thời gian để đi dạo ngắm cảnh thư giãn ở Berlin này. Nhưng mà vì không có thẩm huy minh nên cậu cũng chẳng muốn ra ngoài đi dạo cho lắm. Tác Dương ru rú ở khách sạn hơn nửa ngày trời, sau đó chợt muốn tặng quà cho thẩm huy minh nên đi thay đồ rồi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài thì tình cờ bắt gặp Tống Khải, cậu ta xách một cái túi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cậu đã giật thoát tim vội nép sát vào tường. Tác Dương thấy hành động này lố quá, nhưng cũng lười nói thêm, cậu thật sự không muốn cho cậu ta dù là một con chữ hay một cái liếc mắt tác dương chả thèm để ý vờ như không thấy rồi đi thẳng về phía trước thật tình sau đó tác dương cũng có suy nghĩ lại về hành vi của mình trên máy bay có lẽ cậu đã hơi quá khích dù sao cũng là chỗ đồng nghiệp với nhau mà cậu quá bức thiết muốn vạch rõ giới hạn với tống khải vì cậu rất rõ đối với loại người như tống khải nếu như cậu không hành động dứt khoát thì sau này sẽ còn phiền phức dài dài cậu chẳng lo lắng gì chuyện khác chỉ sợ ảnh hưởng tới thẩm huy minh thôi hoặc có thể nói là cậu lo có một ngày tống khải sẽ gây ra hiểu lầm gì đó giữa cậu với thẩm huy minh thân là một người trưởng thành mình cần có trách nhiệm với mọi hành vi của mình phải tiêu diệt tất cả phiền phức không đáng có cậu ra khỏi khách sạn đeo tai nghe lên danh sách phát nhạc chỉ có đúng cái bài berlin mà ban đầu thẩm huy minh giới thiệu cho cậu sau đó cậu rảo bộ một mình trên phố lớn berlin nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho người bạn trai mình đang nhớ nhung tha thiết khi tổ của Tác Dương bay về thì chuyến bay vô cùng thuận lợi. Trước khi lên máy bay cậu gửi thông tin chuyến bay cho Thẩm Huy Minh, anh nói sẽ tới đón cậu, rồi tiện thể tới chỗ bố mẹ Thẩm Huy Minh ăn cơm luôn. Tác Dương mua quà cho Thẩm Huy Minh ở Berlin, lần này cậu mua cho cả bố mẹ anh nữa. Cậu đã chọn lựa rất tỉ mỉ, mong là hai bác sẽ thích. Khi bay về, lại lần nữa đi ngang qua Moscow, thời tiết trong xanh, ánh nắng ngày đông khiến tâm trạng con người cũng trở nên phơi phới bay thêm bảy tám tiếng nữa là có thể gặp được thẩm huy minh rồi khi được ngơi tay tác dương sờ viên kẹo trong túi nghĩ yêu đương đúng thật dễ khiến con người ta phân tâm quá cậu nhìn ra bầu trời và án mây ngoài cửa sổ ánh mặt trời gắt chói cả mắt cậu nheo mắt lại mỉm cười nhớ lần trước ngồi ngắm sao cùng thẩm huy minh bầu trời cao ba mươi nghìn feet có những bí mật và lãng mạn thuộc về riêng hai ta chặn bay dài mười mấy tiếng rốt cuộc cũng chấm dứt tác dương bắt đầu phát loa thông báo nhắc nhở hành khách gấp gọn bàn ăn phía trước, điều chỉnh lưng ghế, đồng thời báo với mọi người 5 phút sau sẽ hạ cánh. Phát loa xong, Tác Dương đi kiểm tra khoang hành khách như thường lệ, đảm bảo các hành khách không có vấn đề gì nữa mới quay về vị trí của mình và thắt chặt dây an toàn. Nửa tiếng nữa thôi là bọn họ được gặp nhau rồi. Cậu liếc đồng hồ, đoán chừng bây giờ chắc Thẩm Huy Minh đã đợi cậu ở quán cà phê trong sân bay rồi. Máy bay bắt đầu hạ cánh, tất cả vẫn như bình thường nhưng sắp sửa đáp xuống đất thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn tác dương phát hiện chiếc máy bay đáng lẽ phải đáp xuống thì tự nhiên lại bay lên sau khi các hành khách trong khoang cũng phát hiện ra tình hình thì bắt đầu cuống cuồng cậu nhanh chóng liên hệ với tiếp viên trưởng nhận được tin càng hạ cánh phía trước không hoạt động không thể đáp cánh một cách bình thường được càng hạ cánh là một bộ phận thường nằm ở phía dưới thân của máy bay thường nối liền với các bánh xe to giúp máy bay chạy trên đường băng Bộ phận này được chia làm hai phần đối với máy bay thương mại chở khách là càng trước, dưới buồng lái, và càng sau, dưới cánh hoặc dưới thân giữa. Đây cũng là lần đầu tiên tác dương gặp phải tình huống này, nhưng cậu biết nó có nghĩa là gì, cũng hiểu tại sao máy bay bắt đầu bay lòng vòng, càng hạ cánh không hoạt động. Nếu như cả thiết bị thả càng tự động và thả càng thủ công đều không hiệu quả thì chỉ có thể cố gắng bay kéo dài cho hết nhiên liệu, sau đó buộc hạ cánh bằng thân máy bay, không loại trừ khả năng dẫn đến cháy nổ các dương không kịp nghĩ nhiều sau khi nhận được thông báo cậu hít thở thật sau rồi lập tức vào trạng thái ứng cứu điều cậu cần làm bây giờ là tin vào cơ trưởng và làm cho hành khách tin cậu loa thông báo vang lên lần này giọng cơ trưởng truyền tới lạnh lùng và điềm tĩnh ngữ điệu vẫn như ngày thường thưa các quý khách tôi là cơ trưởng của chuyến bay này bây giờ máy bay xảy ra sự cố kỹ thuật chúng tôi quyết định hạ cánh bắt buộc hạ cánh bắt buộc tiếng anh là Forcer landing là chỉ thị hạ cánh khi máy bay gặp sự cố về máy móc có ba loại hạ cánh khẩn cấp là bắt buộc phòng ngừa liên quan đến điều kiện thời tiết xấu khủng bố hoặc cấp cứu trên nước tương tự như hạ cánh bắt buộc chỉ khác bề mặt hạ cánh là mặt nước tác dương đứng ở đó vừa an ủi các hành khách vừa nghe thông báo vào những lần bay trong quá khứ đã từng xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn và trong những tai nạn đột xuất đó thậm chí tác dương cũng bị thương không chỉ một lần nhưng mà cậu chưa bao giờ sợ cả vì cậu biết nếu mình sợ thì sẽ không ai bảo vệ được hành khách của mình cả vào lúc này chỗ dựa và niềm tin tưởng duy nhất của mỗi hành khách chỉ có những người tiếp viên như bọn cậu mà thôi tác dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bọn họ vẫn đang bay lòng vòng trí óc cậu lướt qua bóng hình thẩm huy minh anh đang ngồi trong tiệm cà phê đọc sách và chờ cậu trên bầu trời máy bay của tác dương đã bay được hai vòng rồi thẩm huy minh ngồi chờ sẵn trong quán cà phê xem thử đồng hồ thấy cũng gần tới giờ nên đứng dậy đi về phía cổng ra ga quốc tế xem thử máy bay hạ cánh lúc mấy giờ nhưng mà khi anh đi tới thì phát hiện những người chờ đợi đang xôn xao ầm ĩ ai cũng nhăn nhó thảo luận chuyện gì đó thẩm huy minh đi tới đang ngẩng đầu tìm thông tin chuyến bay thì đột nhiên nghe thấy có người bật khóc miệng lèm bèm cháy nổ cái gì đó anh cứ tưởng là nó không liên quan gì đến chuyến bay của tác dương đâu mãi đến khi nhân viên sân bay tới an ủi những người đang chờ bên ngoài chuyến bay nào cơ Thẩm Huy Minh phải xác nhận lại đến ba lần, anh không hiểu gì về những tình huống bất ngờ trên máy bay cả, hầu hết anh toàn xem được trên thời sự, nhưng bao giờ cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Trước khi gặp Tác Dương, anh thật sự chưa từng nghĩ mình lại có bất kỳ dính líu gì với ngành nghề này, không phải nói máy bay là phương tiện giao thông có độ an toàn cao nhất thế giới sao? Tại sao nó lại xảy ra trục trặc kỹ thuật được? Mà có cho dù là có thì tại sao lại rơi trúng người họ thế này? Lương Thẩm Huy Minh như bị điện giật vậy, chưa gì đã toát mồ hôi đầm đìa, cứ như bị người ta ném vào chậu nước đá trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Anh quay người chạy về phía cửa kính nhìn ra sân đổ, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Anh đứng bên cửa sổ, dòm từng chiếc máy bay đáp cánh một cách bình thường, không lâu sau anh nhìn thấy chiếc đang chở tác dương, không biết đã bay lòng vòng bao lâu rồi. Anh không chắc lắm, nhưng lại có vẻ như đã xác định trăm phần trăm, tác dương của anh đang ở trên đó. Thẩm Huy Minh không dám nghĩ nhiều, càng không đám tra thử tình huống khi máy bay bị buộc hạ cánh sẽ như thế nào. Anh chỉ biết nói với bản thân mình, mọi chuyện sẽ không sao cả, không lâu nữa tác dương sẽ hạ cánh an toàn thôi, rồi anh sẽ trao cho cậu một cái ông thật quyến luyến. Có lẽ đúng như người ta nói, tiếng xấu thì đồn xa, máy bay mãi mà không hạ cánh, trên mạng cũng bắt đầu xôn xao. Trình Sâm gọi điện thoại tới, nhưng người nói chuyện lại là Chu Mạc, anh đang ở đâu vậy? Thẩm Huy Minh nghe máy, nghe giọng run rẩy của Chu Mạc truyền tới, nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh anh đang đợi em ấy ở sân bay chu mạc dừng lại mấy giây rồi bảo em từng bị hạ cánh bắt buộc một lần tụi em đừng nói gì cả thẩm huy minh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắt lời chu mạc anh đợi em ấy tan làm chu mạc đang run rẩy trong lòng trình sâm cậu đã từng gặp phải trường hợp này đó cũng là chuyến bay cuối cùng của cậu em muốn nói là chu mạc cố gắng giữ bình tĩnh tác dương chuyên nghiệp hơn em rất nhiều chắc chắn anh ấy sẽ giải quyết tốt thẩm huy minh mỉm cười đúng vậy yên tâm đi anh ở đây đợi tác dương tan làm nếu như chưa từng gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì không ai thật sự suy tính đến khả năng tồn tại của nó khi máy bay mãi mà không đáp đất khi người mình yêu đang bị nhốt trên trời cao khi không một ai dám đưa ra đáp án chắc chắn và chân xác rằng tất cả sẽ an toàn thì thẩm huy minh chỉ có thể thầm nhủ tôi đợi em ấy tan làm thẩm huy minh ra khỏi đám người đó anh không muốn bị họ quấy nhiễu anh tin rằng chắc chắn ngay lúc này Tác Dương đang ứng phó mọi chuyện một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp, Tác Dương của anh giống như một chiến binh vậy, dù không có áo giáp nhưng vẫn sẽ giang tay che chở cho người em cần bảo vệ, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra dáng dấp đó của Tác Dương, em sẽ dùng ngữ điệu kiên định và ánh mắt thành khẩn để nói với các hành khách rằng các em nhất định có thể đưa mọi người xuống đất một cách an toàn, cho nên anh cũng muốn tin tưởng Tác Dương. Ở đằng xa, có người đang rắm rứt, có kẻ đang gào la có người đang cầu nguyện còn thẩm huy minh thì chỉ siết chặt điện thoại ánh mắt luôn dán sát ra cửa kính anh không biết mình đã đợi bao lâu và càng không biết mình cần phải đợi bao lâu nhưng mà có một điều anh chắc chắn đó chính là anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến tác dương trở về vòng tay anh trong khoang máy bay lúc này tác dương đang ngồi xổm bên ghế an ủi một ông cụ cao tuổi ông cụ mắc bệnh tim mới vừa uống thuốc xong đang bấu chặt tay tác dương nhắm nghiền mắt hít thở sâu điều tác dương lo lắng chính là đây cậu nhíu chặt mày cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng ôn hòa nói chuyện với ông cụ còn tống khải đứng một bên khác cũng không còn quấy phá nữa với điều bộ tiếp viên hàng không chuyên nghiệp cậu ta hướng dẫn các biện pháp an toàn để trấn an cảm xúc của hành khách ông cụ đã ổn hơn chút rồi ông mở mắt nói cảm ơn với tác dương sau đó ông nhìn ra ngoài cửa sổ hiểu rằng bọn họ vẫn đang bay trên bầu trời thành phố ông tới đây để thăm cháu ngoại ông cụ nắm lấy tay tác dương kể ban đầu con gái ông bảo sẽ tới đón ông sang, nhưng mà nó vừa mới qua kỳ ở cử, ông không nỡ nhìn nó vất vả. Ông cụ quay lại nhìn Tác Dương, cháu nói thật với ông đi, chúng ta có chết không cháu? Tác Dương dịu dàng cười với ông, nhẹ giọng bảo, không đâu à, cả bọn cháu cũng sẽ bình an trở về với người thân của mình. Đang trò chuyện thì một đồng nghiệp đột nhiên chạy tới khẽ gọi Tác Dương, Tống Khải tới thay Tác Dương an ủi ông cụ, còn cậu thì xoay người đi nói chuyện với đồng nghiệp kia anh Dương ơi, người tới tìm tác Dương là một cô gái, lúc trước hai người thỉnh thoảng bay cùng nhau, khi nói chuyện, mắt cô đỏ hoe, giúp em với. Lần này khoan hạng nhất chỉ có ba vị khách, nhưng khoan phổ thông thì đông, nên dễ xảy ra tình trạng không giải quyết nổi. Tác Dương bàn giao lại cho Tống Khải rồi nhanh chân bước sang khoan phổ thông. Khoan phổ thông hơn trăm người đang xôn xao náo loạn không yên. Tác Dương xem đồng hồ, cậu nhẩm tính, máy bay đã bay được hai vòng rồi, nếu đúng như dự kiến thì chắc hẳn sắp hạ cánh. Bọn họ cần phải trấn an cảm xúc của tất cả các hành khách trước khi máy bay hạ cánh, bảo đảm an toàn cho mọi người. Tính theo xác suất thì số lần xảy ra thương vong nghiêm trọng trong lúc cất và hạ cánh khá hiếm, nhưng điều bọn họ phải làm đó chính là cố gắng cho mọi người đáp đất bình an vô sự. Các tiếp viên khoan phổ thông hầu hết làm việc chưa lâu, ngay cả cậu trai Kim nhiệm chức an toàn viên duy nhất cũng mới đến không lâu. Có mấy hành khách kích động nổi lên tranh chấp, suýt nữa là tả xung hữu đột. Tác Dương đi tới xoa dịu từng khách trong tiếng cãi nhau âm sầm của mọi người cổ hồng cậu cũng sắp khang đặt. một ông chú trung niên túm lấy áo sơ mi cậu người kia phẫn nộ chất vấn cậu mắng mỏ cậu mặc cho chú ta nói cái gì làm cái gì thì tác dương vẫn phải giữ vững lý trí và sự điềm tĩnh cậu phải nhẹ nhàng khuyên bảo và kiềm chế cảm xúc người ta chiếc bảng tên cài trước ngực bị giật xuống khuy áo sơ mi bung ra trong lúc giằng co nói ngon nói ngọt không được tác dương đành phải nghiêm nghị cảnh cáo lúc này loa thông báo của cơ trưởng vang lên báo với mọi người chuẩn bị hạ cánh bắt buộc tác dương không kịp tâm sự với ông chú đó nữa lạnh lùng ra lệnh thưa chú mời chú lập tức quay về chỗ ngồi thắt dây an toàn thấy máy bay bắt đầu hạ ông chú kia cũng buông tác dương ra vội vàng về chỗ của mình tác dương hít sâu một hơi nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn lần nữa tất cả các tiếp viên bình tĩnh đi kiểm tra và an ủi mọi người nhưng thực tế thì chính bọn họ cũng rất lo lắng lo lắng lắm chứ nhưng không thể để người khác nhìn ra được người đàn ông mới nảy tranh chấp với tác dương ngồi run rẩy trên ghế tác dương đi tới vỗ nhẹ lên vai chú ta chú ta nhìn cậu sau đó siết nắm đấm cúi gầm đầu ai rồi cũng sẽ có một giây phút như vậy sợ hãi hoảng loạn không biết phải làm gì nhưng tác dương cũng có thể thông cảm vì những điều chưa từng thấy mới là đáng sợ nhất cho dù xác suất có cho ra kết quả như thế nào thì đó cũng chỉ là xác suất ai dám bảo đảm bọn họ là tử số may mắn chứ không phải là mẫu số có ảnh hưởng lớn nhất tới xác suất đó những nỗi sợ chưa biết khiến con người ta không còn giữ được thể diện cho mình giờ có gào khóc cũng có thể được thông cảm máy bay bắt đầu hạ cánh thần kinh ai cũng căng như dây đàn thành hay bại ngay trong một lần hành động này sẽ là tử số hay mẫu số đây bọn họ đặt tiền cược vào cơ trưởng và cả vào vận may tác dương nói mong mọi người tin tưởng chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ đưa mọi người hạ cánh bình an sau đó tất cả tiếp viên đều về vị trí của mình tác dương cũng quay về khoang hạng nhất cậu ngồi xuống cài dây an toàn, mò tay vào túi, đột nhiên phát hiện viên kẹo bỏ trong đó rơi đâu mất rồi, làm rơi lúc dằn có với ông khách kia sao, cậu nhìn về phía lối đi, lòng bàn tay áp chặt túi quần trống rỗng, nhưng nó vẫn còn nóng ấm, thẩm huy minh đang đợi cậu, tất cả mọi người sẽ hạ cánh an toàn thôi mà, tống khải nắm chặt dây an toàn, quay lại nói với tác dương, anh dương ơi, cho em xin lỗi. Tác Dương không muốn nói chuyện với cậu ta nên chỉ dòm ra ngoài cửa sổ, anh không sao chứ. Tác dương lúc này bị rơi mất một khuy áo, bản tên cũng chẳng biết đã lạc nơi đâu, cái cổ trắng ngần còn có một vết cào, nằm thật thảm thương. Tác dương hỏi Tống Khải, ông cụ kia sao rồi? Không sao rồi ạ, à, Tống Khải dừng một thoáng rồi lặp lại, em xin lỗi anh. Con người chỉ khi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì mới chịu kiểm điểm hành vi trong quá khứ của mình, chẳng qua là chỉ muốn chết không hối tiếc mà thôi. Chuẩn bị hạ cánh rồi, giọng tác dương nhẹ tên, nhìn bọn họ đang từ từ tiếp cận mặt đất nhịp tim cũng trở nên vội vã hơn đây là lần đầu tiên cậu hạ cánh căng thẳng như thế dường như cậu có thể nghe được tiếng tim đập của mình chu mạc và trình sâm chạy từ nhà đến sân bay hai người không lái xe mà bắt taxi tới trên đường trình sâm nhận được điện thoại của thẩm huy minh trong điện thoại giọng điệu thẩm huy minh vẫn rất bình tĩnh tôi muốn nói với chu mạc vài câu trình sâm đưa điện thoại cho chu mạc lão thẩm chu mạc thẩm huy minh nghe tiếng xe cấp cứu đã vào chỗ sân đổ xung quanh đường băng đều đã được dọn trống ra hết em nói bọn em đã từng gặp tình huống hạ cánh bắt buộc rồi phải không chu mạc siết chặt tay trình sâm khi nói chuyện giọng cậu vẫn run rẩy phải khi đó tình huống của em cũng giống như tác dương bây giờ thẩm huy minh không nói gì chỉ lắng nghe tiếng chu mạc nói lão thẩm thật ra càng hạ cánh không hoạt động xác xác suất xảy ra thương vong nghiêm trọng không cao đâu khi nói những lời này nước mắt chu mạc cứ liên tục lăn dài trên má nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh an ủi thẩm huy minh giống như cậu đã từng trấn an các hành khách của mình chu mạc không lừa thẩm huy minh không phải vì muốn an ủi anh nên cậu mới nói thế đâu hơn nữa xác suất càng hạ cánh không hoạt động cũng rất thấp chỉ là trùng hợp rơi trúng người cậu và tác dương mà thôi chu mạc anh biết chuyện này hơi quá đáng nhưng mà tình huống khi đó của bọn em như thế nào thẩm huy minh nói hình như bọn họ chuẩn bị hạ cánh rồi thì phải bọn em khi đó chu mạc cắn răng thật tình lúc bay kéo dài thời gian để tiêu hao nhiên liệu cũng bình thường thôi nhiệm vụ chủ yếu là xoa dịu cảm xúc của hành khách có thể sẽ có vài người lên cơn kích động lúc đáp xuống sẽ khá là rung lắc nhưng mà cũng phải xem tình hình thế nào tuy là cùng một sự cố nhưng anh biết đó có lẽ lần này máy bay của tác dương sẽ đáp ổn định hơn chu mạc nói khi đó trên máy bay của tụi em có tổng cộng một trăm ba mươi chín người tính cả tổ bay chỉ có vài người bị thương nhẹ em cũng vì tình huống đặc biệt nên bị đập vào hông nhưng mà bây giờ cũng đã lành lặn bình thường rồi chu mạc nhìn ra ngoài cửa sổ xe khung cảnh đường phố đang lùi dần về sau xe của bọn họ vẫn chưa tới nút giao cao tốc vẫn còn khá xa sân bay không tài nào biết được tình hình bên đó cậu nói với thẩm huy minh tác dương mạnh mẽ hơn em nhiều với lại ảnh biết có anh đang đợi chắc chắn ảnh sẽ không sao đâu điện thoại vẫn chưa gác máy nhưng cả hai đều không nói thêm lời nào mãi lâu sau lúc chu mạc sắp sửa tới nút giao cao tốc thì bất thần nghe thẩm huy minh nói Hà cánh rồi chu mạc siết tay trình sâm móng tay như muốn bấm sâu vào da hắn thẩm huy minh đã cút điện thoại chu mạc bần thần cho đến khi trình sâm nhận được tin tức trên mạng rồi nói với cậu không ai bị thương cả không ai bị thương điều này có nghĩa bất kể là hành khách hay nhân viên tổ bay cũng đều tiếp đất bình an chu mạc nghe thấy tin này đã nhào vào lòng trình sâm khóc trống lên cậu không biết tác dương ở trên máy bay gặp phải tình huống gì, cũng không biết người ta có tâm trạng thế nào, nhưng mà chuyện hôm nay đã kéo cậu quay về mấy năm trước, trên chuyến bay cuối cùng của cậu, hồi đó chu Mạc làm ở khoang phổ thông, sau khi biết càng hạ cánh gặp sự cố thì cũng bay kéo dài trên không y hệt lần này, cậu và các đồng nghiệp nói rõ tình huống với hành khách, an ủi tâm trạng họ, và bảo đảm rằng sẽ đưa mọi người đáp đất an toàn, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Một hành khách hỏi xin nước với chu Mạc, lúc chu mạc xoay người lấy nước thì đột nhiên bị một người đá vào eo đầu đập vào thành khoang máy bay khi đó chu mạc mới vừa đính hôn với trình sâm trên tay còn đeo nhẫn đầu thì choáng váng eo thì đau điếng mắt cậu nhìn chiếc nhẫn kia mà bật khóc luôn nói cậu trốn tránh cũng được thiếu trách nhiệm cũng được tóm lại là sau lần đó cậu từ chức rồi nguyên nhân thì có rất nhiều chẳng qua chuyện lần đó là giọt nước tràn ly cho suy nghĩ chuyển ngành mà thôi chuyện này kể ra thì nghe nhẹ nhàng đấy nhưng mà đối với chu mạc mà nói thì nó lại là một đoạn hồi ức cay đắng và khủng khiếp không ai biết khi đó cậu nằm bệt dưới sàn đã sợ hãi đến mức nào tác dương có sợ không tác dương có bị hành khách gây khó dễ không thân là bạn kim đồng nghiệp cũ chu mạc hy vọng tác dương may mắn hơn mình trong sân bay mọi người vẫn đang nháo nhào gây rối máy bay đã đáp cánh suôn sẻ phần thân ma sát trên đường băng bốc nghi ngút khói tất cả các hành khách được di tản sau đó đến lượt nhân viên tổ bay ơn trời không xảy ra tai nạn gì nghiêm trọng trái tim đang treo lơ lửng của tác dương cũng hạ xuống rồi khi cậu được chạm chân lên mặt đất lại thấy mình như đang đi trên mây chẳng hề chân thực chút nào kẹo trong túi mất rồi nhưng mà không sao cậu vẫn có thể đòi từ thẩm huy minh tác dương nóng ruột mở điện thoại ra gọi ngay cho anh luôn thẩm huy minh đang đợi bên ngoài tay run cầm cập anh vẫn đứng ở nơi cách xa đám đông cách cổng ra một đoạn nhưng mà anh biết chỉ cần tác dương của anh bước ra là sẽ nhìn thấy anh ngay tức thì. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Thẩm Huy Minh có vẻ như không cùng một nhóm người thân hành khách đang nhốn nháo kia, bởi nét mặt anh chẳng có gì bất thường cả. Nhưng mà khi điện thoại anh vang lên, anh lúng cuốn cả buổi mới móc được chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bàn tay run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, một hành động lấy điện thoại ra thôi mà cũng khó khăn đến thế. Thẩm Huy Minh nhìn thấy tên người gọi đến, hai chữ tác dương như một bức thư mà thần linh gửi tới anh, suýt nữa là anh không kiểm soát được lòng mình. Tác Dương, Tác Dương cùng đi ra ngoài với mọi người, cậu không thể chạy đi gặp Thẩm Huy Minh ngay được, còn rất nhiều chuyện phải xử lý, nên cậu đành phải để anh đợi thêm lúc nữa. Em không sao, khi Tác Dương nghe thấy giọng Thẩm Huy Minh thì sống mũi cậu cây xe, cậu khẽ bảo, nhưng mà, kẹo em mang theo mất rồi anh à. Thẩm Huy Minh bật cười, cười xong thấy ngàn ngẹn ở cổ, không sao, ở nhà vẫn còn, dạ, anh đang ở đâu thế? Quán cà phê hả? ở lối ra ga quốc tế thẩm huy minh hỏi còn lâu nữa em mới ra được à chắc phải một lúc đấy anh đến quán cà phê đợi em đi tác dương nói em không sao đâu anh đừng sợ đừng lo gì hết dù tác dương nói thế nhưng thẩm huy minh vẫn không yên lòng được anh phải tận mắt nhìn thấy tác dương thì mới tin cậu thật sự không sao anh đợi em thẩm huy minh nói nhớ em lắm một câu nhớ em lắm của thẩm huy minh đột nhiên khiến tác dương thấy khó chịu nguyên nhân khó chịu không gì ngoài việc mình để người yêu lo lắng và sợ hãi như vậy. Cậu ngoái đầu ngó chiếc máy bay ban nảy, những làn khói lượng lờ bốc lên cũng khiến cậu kinh hồn tán đảm. Thẩm Huy Minh đã đợi rất lâu rồi, và anh vẫn ngoan ngoãn đến tiệm cà phê đợi tiếp, anh chẳng làm gì cả, chỉ nóng về phía Tác Dương sẽ đi tới mà thôi. Ở phía bên đó có nhiều người đi tới, nhưng mãi mà chẳng thấy Tác Dương đâu, đến tận lúc trời sập tối, ngoài trời lại có tuyết rơi khi tác dương đến thì thẩm huy minh đã ngủ gục trên bàn anh đợi khá lâu rồi dây thần kinh kéo căng hết cỡ suốt cả ngày trời báo hại anh mệt mỏi vừa bước vào quán cà phê tác dương ngó sang vị trí quen thuộc thấy thẩm huy minh nằm gục trên bàn thiếp ngủ thì vành mắt cậu đỏ hoe cậu vừa thương anh vừa cảm thấy số mình may mắn liệu có phải khi con người trải qua một vài khoảnh khắc cận kề sinh tử thì càng nắm rõ ý nghĩa của cuộc đời hay không Tác Dương của ngày xưa luôn cho rằng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình chính là những chuyến bay, nhưng bây giờ, ngoại trừ những chuyến bay thì cậu còn muốn bạc đầu giai lão cùng người đàn ông này nữa. Cậu đi tới, dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, thẩm huy minh ngủ không sâu, bất thần choàng tỉnh, ngẩng ra nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đợi đến khi hoàng hồn liền bật dậy ông người ta vào lòng, ghế anh ngồi đổ trầm xuống đất, hai người khách duy nhất còn lại trong tiệm ngồi gần đó đều quay đầu lại nhìn họ, thẩm huy minh siết chặt vòng tay, cứ như muốn khảm người ta vào máu thịt mình vậy. Tác Dương thấy cổ mình nóng nóng, cậu giơ tay lên vỗ nhẹ lưng anh. Người đàn ông này tưởng bản thân mình đã bật khóc, Tác Dương ngẩng lên nhìn trần sân bay, nhưng mà vẫn không kiềm chế được, hai hàng lệ vẫn cứ lăn xuống từ khóe mắt, không ai muốn khóc cả. Đáng lẽ lúc này bọn họ nên nắm tay nhau chúc mừng, nên hô to cho trời đất nghe màn sóng muôn năm. Nhưng mà Thẩm Huy Minh bây giờ không thốt lên được lời gì, thậm chí anh không tài nào gọi tên Tác Dương rõ ràng chính mình không ở trên máy bay nhưng lại có cảm giác như vừa tai qua nạn khỏi còn về phần tác dương bao nhiêu tai nạn nghiêm trọng cậu đều đã trải qua rồi nhưng mà chưa khi nào cậu khao khát được hạ cánh suôn sẻ như lần này cậu bắt buộc phải trở về bình an vô sự phải nguyên vẹn trở về với thẩm huy minh mấy năm trước cắt đứt liên lạc với gia đình dường như cậu không còn vướng bận gì ngoài việc định kỳ gửi tiền vào tài khoản cha mẹ và định kỳ nghe ngóng tình hình của cha mẹ thì những chuyện khác chẳng liên quan gì đến cậu nữa cả nhưng mà bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu được việc tiếp tục sống tử tế quan trọng đến nhường nào bọn họ ông nhau thắm thiết rất lâu cho tới khi thẩm huy minh bình tĩnh lại mới thôi khi anh buông tác dương ra thì cổ áo sơ mi của cậu đã sủng ướt nước mắt anh ông chặt vậy có làm đau em không thẩm huy minh đứng thẳng dậy dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt tác dương còn tác dương thì lấy khăn giấy trên bàn lau cho anh không đau em thích lắm thẩm huy minh dòm cậu lại nhìn không được mà ông thêm cái nữa ông bao nhiêu cũng không đủ chỉ có ông trời mới biết hôm nay anh sợ hãi đến mức nào anh không dám nghĩ cũng không dám đoán bất kể kết quả tốt hay xấu thì anh cũng không dám dự đoán anh đè nén mọi ý niệm trong đầu chỉ lặng lặng chờ đợi có một vài giây phút anh cảm giác như tác dương biến thành một làn khói vụt tan khỏi cái ôm của anh anh không cho phép chuyện đó xảy ra anh nhất định phải giữ người ấy toàn vẹn ở bên mình tác dương thẩm huy minh thủ thỉ vào tai cậu anh yêu em những giọt nước mắt vốn đã ngừng chảy của tác dương lại bắt đầu rơi khi nghe thẩm huy minh bày tỏ em cũng yêu anh hai người hiếm khi đặt chữ tiêu ở trên miệng họ thích biểu hiện nhiều hơn bọn họ đều cho rằng thà làm còn hơn nói tình yêu mà chỉ truyền đạt bằng ngôn ngữ thì chưa đủ nhưng mà giờ phút này cả hai cũng ý thức được truyền đạt tình yêu mà không có bệ đỡ lời nói thì cũng chưa đủ anh yêu em thẩm huy minh hít thật sâu mùi hương trên người tác dương vào mũi em biết mà tác dương vuốt ve lưng anh huy minh à mình về nhà thôi về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon cả hai đều đã quá kiệt sức rồi tác dương mới vừa chiến đấu xong trên đấu trường đó cậu tiêu hao toàn bộ can đảm và sức lực của mình và người yêu cậu cũng như thế chẳng qua hai người không ở cùng một đấu trường mà thôi về nhà thôi thẩm huy minh vẫn ông cậu chẳng chịu buông lát nữa anh gọi cho bố mẹ nói hôm nay chúng ta có chuyện nên không tới được vâng hôm khác nghỉ ngơi khỏe rồi thì chúng ta đi thăm bố mẹ sau nghe anh hết hai người ông ấp quyến luyến trong tiệm cà phê chẳng màng ánh mắt của những người xung quanh hai người đàn ông cao to khóc thúc thích mất hết cả hình tượng tống khải thay đồ xong trước khi về nhà định uống một ly cà phê cho bình tĩnh khi cậu ta đi từ xa tới thì nhìn thấy hai người đang ông nhau cậu ta thả chậm bước chân sau đó quyết định dừng lại đứng cách hai người mấy mét tuy không thấy rõ biểu cảm nhưng không cần nhìn cũng đủ biết những lời tác dương nói với cậu ta là thật cho dù cậu chơi chán ai thì anh ấy cũng sẽ không chán tôi tống khải nở nụ cười rồi xoay người bỏ đi không mua cà phê nữa về thẳng nhà luôn tác dương không hề nhìn thấy tống khải hiện giờ cậu chẳng nhìn thấy bất cứ người nào ngoại trừ thẩm huy minh nói về nhà thôi mà thẩm huy minh nào có chịu buông tay dường như anh không hề có ý định đi thì phải. Tác Dương mặc kệ cho anh ôm, bàn tay ấp vào lưng anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở anh. Tác Dương, lát sau, đột nhiên Thẩm Huy Minh gọi tên cậu. Từng, em đây, Tác Dương nhẹ giọng đáp lời, còn cò cò vào mặt anh. Mình cũng kết hôn đi, Thẩm Huy Minh nhắm nghiền mắt, khôi phục nữ điệu điềm tĩnh thường ngày. Anh xin lỗi vì bây giờ không có hoa, cũng chẳng có nhẫn, anh chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa trong anh cũng nhếch nhác thế này. Nhưng mà, bây giờ anh muốn cầu hôn em, mình cưới nhau đi, kết hôn ư? Tác Dương chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thẩm Huy Minh buông Tác Dương ra, hai người nhìn nhau một hồi rồi anh từ từ khuỵu một gối xuống. Có lẽ là vì tai nạn ngoài ý muốn hôm nay đã chăm ngòi anh nhất thời kích động. Thẩm Huy Minh chìa tay ra về phía Tác Dương, anh hướng lòng bàn tay lên trên, đợi cậu nắm lấy tay mình. Nhưng mà, cho dù là nhất thời kích động thì anh cũng tuyệt đối không hối hận. Huy Minh, Tác Dương nhìn anh, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ mình kết hôn đi cùng nhau đến berlin đến cái nhà thờ lần trước nhờ chúa trời làm chứng cho đôi ta tác dương chưa bao giờ nghĩ tới khả năng mình sẽ kết hôn cả lúc trước là vì nghĩ rằng nhà nước không cho phép từ cái ngày cậu ý thức được mình là một người đồng tính thì trong thế giới của cậu đã không có lựa chọn kết hôn sau này gặp được chu mạc mới hiểu ra là còn có một cách khác để lập gia đình với người mình yêu đó là ra nước ngoài đăng ký kết hôn dù về nước cũng không được công nhận nhưng về mặt tâm lý thì đã hài lòng rồi. Nhưng mà dù có biết thì cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp được người có thể cùng mình tay nắm tay bước vào lễ đường, cậu không phải người chú trọng nghi thức. Cậu cho rằng một tờ giấy chứng nhận chẳng qua chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì cho dù không có tờ chứng nhận đó thì có sao đâu, nhưng mà vào giờ phút này, khi đối diện với thẩm Huy Minh, thế giới quan của cậu lại đảo trao điên cuồng, Huy Minh, tác dương giọng anh chăm chú khi gọi tên anh môi cậu còn rung lên thẩm huy minh ngẩng đầu nhìn cậu anh phải cho em thêm thời gian suy nghĩ mới phải nhỉ anh nói tác dương à anh không ép buộc em cũng không hối thúc em là do anh nhất thời kích động nên cầu hôn thôi nhưng anh đảm bảo là mình thật lòng không chút hối hận em không cần phải vội vàng đồng ý với anh anh cũng tôn trọng quyết định và lựa chọn của em tác dương nhìn sâu vào đôi mắt anh thật sự không cách nào không động lòng cho được Dường như người đàn ông trước mặt đây luôn biết làm thế nào để cậu giơ tay đầu hàng, luôn biết chủ động dọn sẵn đường lui cho cậu. Thẩm Huy Minh không gò ép cậu bất kỳ chuyện gì cả, anh chỉ cố gắng hết sức sau đó đợi Tác Dương chủ động chuyển hướng sang anh. Một người như vậy, làm sao mà Tác Dương từ chối được cơ chứ? Giống như ban đầu, rõ ràng biết chiếc khuy mang xét là do Thẩm Huy Minh lén bỏ vào nhưng cậu vẫn không thể khước từ trước lời thỉnh cầu gặp mặt của anh biết rằng sau cuộc hẹn đó quan hệ của hai người sẽ biến chuyển hoàn toàn nhưng vẫn đồng ý lời mời hẹn hò của anh cậu không cự tuyệt được thẩm huy minh cũng giống như không thể cự tuyệt được duyên số vậy tác dương nhấc tay lên nắm lấy tay thẩm huy minh sau đó kéo anh đứng dậy em đã suy nghĩ kỹ rồi tác dương nói mình kết hôn đi kết hôn có ý nghĩa gì nhỉ đối với bọn họ mà nói trong hoàn cảnh như vậy chỉ cần bọn họ ở trên mảnh đất này thì hôn nhân đồng tính không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào hết nhưng mà thứ bọn họ muốn cũng không phải điều đó. Tác Dương đã không còn hy vọng xa vời về những thứ không thể đạt được rồi, nói cậu tiêu cực cũng được, bi quan cũng được. Đối với cậu, kết hôn chỉ có nghĩa là một sự quyết tâm hai con người muốn chung sống cả đời với nhau, chỉ như thế mà thôi. Tuy Thẩm Huy Minh nhấn mạnh rằng chỉ là do kích động bộc phát nhưng cậu quá rõ tính cách anh, kích động nhưng tuyệt đối sẽ không qua loa. Thẩm Huy Minh đang bảo với cậu rằng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để dành trọn kiếp này cùng cậu rồi nếu vậy thì cậu còn lý do gì mà không đồng ý nữa dù sao cậu cũng hy vọng tới năm mình bảy tám chục tuổi gần đất xa trời mình còn có thể cùng anh đi bơi thuyền vào mùa hạ đi trượt băng vào mùa đông cậu nói em đã suy nghĩ kỹ rồi em không tìm được bất kỳ lý do nào để không nhận lời cả thẩm huy minh đứng dậy đang mười ngón tay với cậu anh hỏi vậy em có lý do để nhận lời không có chứ tác dương nói hai chúng ta yêu nhau một lý do đó đã đủ rồi dẫu không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay thì cũng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai bọn họ mở ra cuộc đối thoại này nhưng không ai biết ngày nào đó rốt cuộc là khi nào nói chung là gì đi nữa thì kết cục cũng sẽ giống nhau vậy đôn tình tiết lên trước cũng không phải là không được về nhà thôi anh tác dương nói em thấy hơi đói rồi nước mắt nhòe cả má thẩm huy minh anh nhìn tác dương như vậy là lại muốn nhào tới hôn cho bỏ ghét tác dương móc khăn giấy ra tỉ mẩn lau mặt cho anh còn dùng giọng dỗ trẻ con bảo rằng khóc tèm lem hết cái mặt nhỏ nhắn rồi đây này, thẩm huy minh vì cười, lại ôm lấy cậu vào lòng, khi ra khỏi sân bay thì tuyết lại rơi lớn hơn. Tác Dương không yên tâm, không cho thẩm huy minh lái xe, hai người đi xe buýt sân bay về, à phải rồi, suýt nữa thì quên mất, thẩm huy minh nói em mau gọi cho chu mạc báo một tiếng đi, nó sợ cuốn cùng lên đấy, nhắc tới chu mạc, Tác Dương hát ra một hơi thở dài. Trước khi ra ngoài cậu đã gọi điện thoại cho chu Mạc, cậu ta vốn đang trên đường tới sân bay, biết tác dương không sao nên đã vòng về nhà rồi tác dương nghe giọng chu mạc cũng biết là tâm trạng bất ổn sau khi gọi xong lập tức gửi tin nhắn cho trình sâm nó bị ảnh hưởng từ chuyện lúc trước phải không hai người ngồi trên xe buýt khi nói chuyện thẩm huy minh còn siết chặt tay tác dương khi đó anh cũng không có mặt trên máy bay nên dù có nghe kể bao nhiêu lần từ chính miệng đương sự thì anh cũng không cách nào thật sự đồng cảm bất kỳ chuyện gì cũng như vậy nếu chính ta chưa từng trải qua thì không thể nào đánh giá bằng con mắt khách quan được có lẽ một số người sẽ cảm thấy dù sao cũng hạ cánh an toàn rồi vậy thì không sao nữa không còn nguy hiểm gì nữa nhưng mà dẫu là một giây trước khi tiếp đất thì tất cả những người trên chuyến bay đó cũng đã phải trải qua một ván cờ kinh hồn bạc vía mà đối tượng chơi cờ với bọn họ chính là số mệnh cho nên khi anh hỏi chuyện của chu mạc thực tế cũng là đang hỏi tác dương rối loạn căng thẳng sau sang chấn thẩm huy minh đã từng nghe nói tới chứng bệnh này rồi thật ra chu mạc cũng thích cái nghề này lắm tác dương nói tới giờ em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em ấy mặc đồng phục tiếp viên hàng không hễ gặp ai là em ấy đều hỏi mình có đẹp trai không khi đó hai đứa em còn cá với nhau xem ai là người được thăng lên khoan hạng nhất trước thẩm huy minh cầm tay cậu nghe cậu kể chuyện nhưng mà em ấy chưa bay đủ số giờ thì đã nghỉ mất rồi tác dương mỉm cười tự dưng nhớ ra hôm nay có người nói với em cậu ta cho rằng do chú Mạc tìm được chồng giàu cho nên mới bỏ nghề đi hưởng phước. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang quyện chặt lấy nhau, cười. Mấy cái tin đồn đáng sợ thật anh nhỉ. Chu Mạc và Trình Sâm quen nhau ở khoang phổ thông, khi đó Chu Mạc vẫn chưa đủ số giờ để lên khoang hạng nhất, còn Trình Sâm cũng chỉ là một ông chủ nhỏ mới vừa khởi nghiệp mà thôi. Khi đó Trình Sâm còn chưa dám mặc mấy bộ âu phục mấy chục nghìn tệ, không nỡ ngồi khoang hạng nhất giá cao gấp bội, nhưng Chu Mạc và anh ấy vẫn ở bên nhau hai người hẹn hò được hơn một năm sự nghiệp của trình sâm bắt đầu thăng tiến khi đó mới có thời gian rảnh bay tới bay lui với chu mạc con người ai cũng tới cái ngày sẽ vì một chuyện nào đó mà đưa ra một quyết định quan trọng đủ để thay đổi cuộc đời mình tác dương nói chu mạc cũng vất vả lắm cậu quay lại nhìn thẩm huy minh nhưng mà anh không cần lo cho em quá đâu em không sao cả tuyết bên ngoài bay lất phất trong xe lại ấm áp đến nỗi người ta muốn thiếp ngủ tác dương tựa vào vai thẩm huy minh thở vào nói ở bên anh thật tuyệt, cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi rồi. Vì sự cố lần này mà cả tổ bay của Tác Dương đều được cho nghỉ mấy ngày liền. Tác Dương thì chả hề hấn gì, nhưng Thẩm Huy Minh thì khoái chí lắm. Tác Dương được nghỉ có nghĩa là hai người sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau. Ngày đầu tiên Tác Dương được nghỉ, Thẩm Huy Minh để cậu ngủ nướng thêm một lúc nên không đánh thức cậu, chỉ để lại một tờ giấy bảo cậu dậy thì nhớ ăn sáng, cuối cùng đề tên, chồng của em. Tác Dương thức dậy nhìn thấy tờ giấy ghi chú ở gối đầu bên cạnh, cầm lên đọc cười tít cả mắt, cậu nằm trên giường, dơ mảnh giấy ra trước ánh nắng, thấy cuộc sống của mình không còn gì tuyệt diệu hơn được nữa. Lúc thức dậy, cậu xem đồng hồ. Tối qua chu Mạc có gửi tin nhắn rủ cậu đi ăn, lúc đó cậu đã ngủ mất rồi, giờ mới đọc được. Tác Dương tắm rửa xong thì trả lời tin nhắn của chu Mạc, sau đó vào bếp tiền đồ ăn. chu Mạc lập tức gọi tới, buổi trưa đi ăn không? được thôi tác dương ngồi bên bàn ăn lo lắng hỏi em vẫn ổn chứ chu mạc cười rộ lên ban đầu bị anh dọa sợ chết khiếp nhưng mà chồng em chăm sóc em kỹ lắm bây giờ đã tràn trề năng lượng rồi tác dương nghe thấy cậu ta cười cũng nhẹ nhõm đang đi làm à không mới ngủ dậy chu mạc nói hôm nay em tự thưởng cho mình một ngày nghỉ dù là nhân viên gương mẫu thì cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ hai người hẹn nhau buổi trưa đi ăn ở quán quen tác dương nói anh có một chuyện quan trọng sắp nói với em đây, quan trọng lắm à? Chu Mạc hỏi cuối cùng anh cũng chịu chuyển ngành rồi sao? Tác Dương cười, không có, anh vẫn chưa bay đã mà. Sời, em tưởng qua chuyện này anh đã sợ rồi chứ? Đúng là có hơi sợ, đặc biệt là lúc cậu phát hiện viên kẹo mình bỏ trong túi đã biến mất, tuy biết là không nên nhưng vẫn đâm ra băng khoan liệu đó có phải là điềm báo xấu hay không? Nhưng ơn trời, quả thật cậu đã nghĩ nhiều quá rồi. Sau đó, Tác Dương nghĩ, có lẽ viên kẹo mà thẩm huy minh tặng cậu đã lên đàm phán với ông trời thay cậu rồi vì ông trời quá thích viên kẹo ấy cho nên mới quyết định yêu thương những người đang ngồi trên chuyến bay đó nghe khôi hài ghê nhưng nghĩ như thế thì cậu lại thấy vui chu mạc nói ngoài chuyện này ra thì em không nghĩ ra được có gì rất quan trọng với anh cả tác dương cười khúc khích chẳng lẽ là ba mẹ anh đọc được tin tức đã quyết định gặp mặt anh rồi sao tác dương khựng lại hai giây sau đó bảo cũng không phải chu mạc hừ mũi thôi bỏ đi không đoán lung tung nữa đợi lát nữa anh kể em nghe cúp điện thoại tác dương vừa ăn sáng vừa nghĩ đến lời chu mạc nói ba mẹ cậu cũng xem được tin tức về sự cố này chứ ba mẹ xem xong rồi liệu có quan tâm không tác dương thở dài không thể phủ nhận rằng cậu vẫn hy vọng giữa mình và ba mẹ có thể làm lành dù chỉ là gọi một cuộc điện thoại nhân dịp năm mới thôi cũng được rồi gia đình có lạnh nhạt đến mấy cũng vẫn là gia đình mà cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho thẩm huy minh buổi trưa em đi ăn với chu mạc buổi tối chúng ta cùng đến chỗ bố mẹ anh phải không em có mang quà từ berlin về cho hai bác nè tối qua hai người vừa đóng cửa nhà lại là đã bắt đầu cuốn quýt lấy nhau thậm chí tác dương còn chưa kịp thu dọn hành lý ăn cơm xong cậu mở vali ra bỏ quần áo cần giặt vào giỏ đồ bẩn rồi lấy món quà mình mang về cho thẩm huy minh và bố mẹ anh đương nhiên cũng có cả của ba mẹ cậu nữa bao nhiêu năm qua mỗi lần ra ngoài tác dương đều đem quà về cho ba mẹ mình nhưng chưa bao giờ gửi cả. Thẩm Huy Minh gọi điện thoại tới, vậy chiều em qua anh hả? Hay anh tan làm xong thì đến tìm em, chừng nào anh tan làm thì em đến tìm anh. Tác Dương nói, Huy Minh à, mấy hôm nữa anh cùng em về quê nhé, em muốn xem thử mình có tháo gỡ được gút mắt suốt mấy năm qua hay không. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Rất nhiều chuyện Tác Dương hừng hực lòng can đảm, nhưng Duy chỉ có chuyện về nhà hòa giải với ba mẹ là mấy năm rồi vẫn không dám thực hiện hiện giờ mối quan hệ giữa cậu và thẩm huy minh xem như là động lực thúc đẩy cộng thêm cả sự cố mới vừa xảy ra cũng xem như là cơ hội tuy trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ có tiếc nuối nhưng tác dương vẫn hy vọng mình có thể giảm thiểu tiếc nuối thấp nhất có thể đợi đến khi mình già đi nằm trên giường bệnh hoặc tệ hơn nữa là rủi có một ngày cậu thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn ngồi nhớ lại những năm mình đã đi qua chí ít cũng không quá ân hận vào lúc cậu vẫn còn có thể cố gắng được thì phải cố gắng thêm chút nữa để nhiều năm sau khỏi than thân trách phận thẩm huy minh rất vui khi nghe cậu nói như vậy dù tác dương không thường nhắc đến nhưng thẩm huy minh biết với tính cách của tác dương thì chắc chắn cậu rất để tâm với cha mẹ mình người ta nói giữa cha mẹ và con cái không bao giờ có thù hận sâu nặng máu mũ ruột trà với nhau không gì có thể cắt đứt được có lẽ trên đời cũng có ngoại lệ nhưng thẩm huy minh hy vọng tác dương không phải gánh vác cái áp lực này suốt đời sau khi hai người hẹn hò thật ra thẩm huy minh cũng không ao ước cha mẹ tác dương có thể ủng hộ hay chúc phúc gì cả anh chỉ mong ít nhất họ đừng bài xích hai người mà thôi được chứ em muốn đi hôm nào để anh thu xếp thời gian đi với em tác dương cũng hơi ngại biết rõ thẩm huy minh rất bận nhưng lại cứ muốn kéo người ta theo cùng nhưng mà cậu không tài nào có thể nói rằng em đi một mình cũng được vì cậu biết rõ cậu không thể cậu cần có thẩm huy minh Tác Dương cho rằng mình bị Thẩm Huy Minh nuông chiều quá rồi, chứ không thì làm sao bây giờ cậu lại trở thành một người nhõng nhẽo như vậy chứ? Em sao cũng được, cứ theo lịch của anh đi, Tác Dương nói, anh đừng để chuyện của em ảnh hưởng tới công việc của mình, em có thể đợi mà. Lúc nói những lời này, Tác Dương còn tự thấy mình trơ trẽn, thật ra cậu biết chứ, nhưng mỗi khi cậu đưa ra yêu cầu gì thì Thẩm Huy Minh đều dùng hết khả năng để đáp ứng yêu cầu đó, hơn nữa còn đáp ứng với tốc độ chóng mặt, cậu thấy tội lỗi quá nhưng cách duy nhất cậu có thể bù đắp chỉ là đối xử tốt với anh tốt hơn nữa trong những ngày về sau vậy được để anh thu xếp rồi xem tình hình thế nào thẩm huy minh không xác nhận thời gian ngay với tác dương một là vì anh cần có thời gian thu xếp công việc bây giờ anh không chắc chừng nào mình mới rảnh hai là vì anh không mong tác dương sẽ nghĩ rằng em ấy đang quấy rầy mình nếu quyết định thời gian ngay thì chắc chắn sẽ mang lại cảm giác tội lỗi cho em tác dương luôn thấy hổ thẹn vì lòng ích kỷ của mình nên thẩm huy minh sẽ nghĩ mọi cách để giảm bớt nỗi hổ thẹn ấy thẩm huy minh nói sắp gặp phụ huynh rồi có phải mấy ngày này anh nên nghỉ ngơi nhiều ăn nhiều đồ ngon mang trạng thái tinh thần tốt nhất theo em về quê không nhỉ tác dương bật cười lúc nào anh cũng tuyệt vời hết á hai người cúp điện thoại tác dương dọn dẹp phòng ốc sau đó đi đến chỗ hẹn chu mạc vừa gặp cậu chưa chào hỏi gì thì chu mạc đã kiểm tra cậu từ đầu tới chân tác dương cười bảo anh không sóc cánh tay cái chân nào phải không anh dọa em té ngửa luôn đấy chu mạc thấy cậu phơi phới nên cũng nhẹ nhõm chuyện này cả đời trải nghiệm một lần là đã đủ sợ hãi lắm rồi thế mà em phải chịu tới hai lần sợ thật sự tác dương biết cậu ta lo lắng cho mình cậu vỗ nhẹ mu bàn tay chu mạc an ủi hai người vừa ăn vừa trò chuyện chu mạc luôn theo dõi quan sát từng động tác của tác dương tác dương nhạy cảm nên đương nhiên biết chu mạc rất để ý tới trạng thái tinh thần của mình cậu cũng không nói gì để mặc cho cậu ta quan sát chỉ cần chu mạc yên tâm là được à phải rồi chuyện quan trọng mà anh nói rốt cuộc là gì thế chu mạc tò mò lâu lắm rồi một người thích hóng hớt như cậu ta đợi tới giờ này mới hỏi đã vượt ngưỡng giới hạn rồi đấy chu mạc vừa hỏi là lỗ tai tác dương đỏ lựng lên ngay hửm sao tai anh đỏ vậy chu mạc dòng cậu còn cười bẽn lẽn nữa chứ cái từ bẽn lẽn này lần đầu tiên xuất hiện trong đời tác dương cậu nhìn chu mạc bằng ánh mắt ngạc nhiên bẽn lẽn chu mạc bảo cái biểu cảm này em chỉ từng nhìn thấy trên mặt của mấy cô dâu thôi. Đừng giỡn, tác dương nói, nhưng mà, đúng là anh có dự định kết hôn với thẩm huy minh. Chu mạc đang uống nước trái cây, nghe tác dương nói thế thậm chí quên cả nuốt luôn. Kết hôn. Chu mạc nuốt nước xuống, lấy khăn giấy lên lau miệng, anh với thẩm huy minh. Từng, ngoài ảnh ra thì còn ai vào đây nữa? Chu mạc rất ủng hộ hai người hẹn hò, đương nhiên chuyện người ta yêu nhau cậu có ủng hộ hay không cũng không quan trọng chẳng qua là cậu thấy con người thẩm huy minh khá tử tế nhưng mà có phải hơi nhanh quá không ban đầu chu mạc quen trình xăm hơn năm trời mới kết hôn tuy đăng ký kết hôn đồng tính ở nước ngoài thì về nước cũng không được công nhận nhưng hôn nhân là hôn nhân dù bằng hình thức hay cách thức gì đi nữa thì cũng không nên làm qua loa đại khái trong suy nghĩ của chu mạc tác dương là kiểu người cẩn trọng biết suy nghĩ không bao giờ đưa ra quyết định khinh suất thậm chí cậu còn cảm thấy nếu như hai người này muốn kết hôn thì chắc phải 8, 10 năm sau. Chu Mạc bấm ngón tay tính nhẩm, hai anh mới quen biết nhau bao lâu? Hẹn hò nhau được bao lâu? Nè, ý em không phải nói anh Minh không tốt, em chỉ lo anh kích động quá rồi làm bừa thôi. Tác Dương cười, nhưng chuyện kết hôn vốn bản thân nó đã là một quyết định do một phút kích động mà ra rồi. Chu Mạc chiêm nghiệm một hồi thấy cũng có lý, ban đầu tuy cậu và trình sâm yêu nhau lâu nhưng quyết định đi đến hôn nhân lại được đưa ra một cách bất chợt tuy kích động tác dương nói nhưng cũng là kết quả tất yếu lúc trước anh chưa thông suốt cho rằng kết hôn chẳng có ý nghĩa gì với người đồng tính cả nhưng mà bây giờ anh đã hiểu ra rồi anh hiểu ra chuyện gì chu mạc tò mò khi tình yêu của bọn anh đã nồng cháy tới mức không biết dùng thứ gì để biểu đạt nữa thì chỉ có duy nhất một con đường là kết hôn mà thôi tác dương nói mối quan hệ yêu đương đã không còn đủ thỏa mãn bọn anh nữa nên bọn anh cần phải trở thành bạn đời của nhau chu mạc cười rộ lên sao chuyện này nghe anh nói lại lãng mạn thế nhỉ có lẽ bởi chính bản thân tình yêu đã đủ lãng mạn rồi tác dương giải bày có thể một số người cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu anh hoàn toàn không đồng ý ý nghĩa của hôn nhân đối với mỗi người mỗi khác mọi người sẽ có định nghĩa riêng về nó Đối với bọn anh mà nói thì hôn nhân là một quy luật mà bọn anh có mưu cầu cũng không được nên phải dùng cách thức quanh co để chứng minh quyết tâm mình muốn dành nửa đời còn lại. Với đối phương, Chu Mạc chống cầm nhìn cậu, với đôi mắt chứa chan nét cười. Anh đúng là thay đổi rồi, Chu Mạc nói, lúc trước anh lạnh như đá, không phải là khuôn mặt biểu cảm của anh đâu mà ý em là cái con người luôn luôn giữ khoảng cách với cuộc sống bên ngoài và trong chính cuộc sống của mình. Em luôn nghĩ rằng ngoài trừ công việc ra thì anh không có bất kỳ hứng thú với chuyện gì cả tác dương có thể hiểu được ý của chu mạc thật ra năm xưa cậu nghe người ta nói xấu sau lưng mình cậu đã ngẫm nghĩ một cách lý trí điều đó cũng không phải không có lý cậu có một vẻ bề ngoài xem là ưa nhìn nhưng mà cái thế giới dưới lớp vỏ bọc đó lại trống rỗng không tả cậu đóng cửa mọi lối vào thế giới của mình không có hàm thích với bất kỳ việc gì đẹp thì đẹp đấy nhưng không có linh hồn câu này là một mũi kiếm bén làm cậu xây xác nhưng sở dĩ nó có thể khiến cậu tổn thương chẳng phải vì nó đâm trúng tim đen cậu hay sao? Tác Dương hiểu hết, cho nên cậu rất chắc chắn việc kết hôn với Thẩm Huy Minh là một sự lựa chọn đúng đắn, vì cậu sẽ không còn gặp được ai đáng giá cho mình đồng hành như Thẩm Huy Minh nữa. Thẩm Huy Minh là oxy, anh dồn hết sức mình bơm bản thân vào cái hồ nước chết của cậu, làm rêu mọc dưới đáy hồ, kêu gọi cá bơi đến và giúp cậu căng tràn sức sống. Mọi hơi thở cuộc sống trên người cậu đều từ Thẩm Huy Minh mà ra cậu yêu anh cũng thích thú với tình yêu ấy quay lại chủ đề đi hai anh chuẩn bị làm hôn lễ ở đâu berlin tác dương nói nhưng mà còn phải làm rất nhiều thủ tục hôm qua huy minh tra thử ra nước ngoài kết hôn cũng không đơn giản đâu chu mạc gật đầu thôi được rồi nếu hai anh định hưởng thụ niềm vui tân hôn của riêng hai người thì đến lúc đó em sẽ tặng một món quà thiệt bự nhưng nếu hai anh muốn mời bạn bè thì nhất định phải cho em làm phù rễ đó nha lúc hai người tạm biệt chu mạc lại hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa tác dương gật đầu kiên định rồi anh đã nghĩ rất kỹ chu mạc giơ tay lên gãi mũi vậy em chúc anh tân hôn vui vẻ hai người đứng bên đường ôm nhau một cái rồi tác dương nói cảm ơn em cảm ơn em chuyện gì nếu không phải ban đầu em mời cả anh và huy minh đến dự sinh nhật của em thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn là một người nhàm chán đấy chu mạc lắc đầu rồi nhún vai dùng ngón tay chọc vào bả vai tác dương cho dù lúc đó hai anh không gặp nhau thì sau này chắc chắn cũng sẽ gặp thôi chu mạc nói đã là duyên phận thì sớm hay muộn cũng sẽ tới nó sẽ là của anh vốn được định sẵn là của anh rồi tác dương đứng ở đó nhìn chu mạc lái xe đi sau đó vương dài vai dưới ánh mặt trời mùa đông được định sẵn là của mình thì sẽ là của mình cậu nghĩ tới thẩm huy minh thấy chu mạc nói rất đúng tác dương xem đồng hồ sau đó lái xe đến gần công ty thẩm huy minh cậu không lên lầu tìm anh mà ngồi ở tiệm cà phê đối diện gọi một ly trà bưởi mật ong. Cậu lấy ra quyển sách đã lâu chưa rớ vào. Lúc trước Thẩm Huy Minh nói với cậu là anh không đọc nội dung phần sau của quyển sách, bởi từ sau chương 11 trở đi là mối tình trên máy bay ấy đã bắt đầu đi vào ngõ cục rồi, anh không muốn kết cục như vậy. Cũng từ đó mà mỗi lần tác dương đọc lại quyển sách này cậu cũng chỉ dừng ở chương 10 mà thôi, không đọc tiếp cũng không suy nghĩ tiếp. Tuy biết câu chuyện trong sách không nói trước được kết cục của cậu và Thẩm Huy Minh, mình và anh sẽ không xảy ra chuyện khắc khẩu sau yêu nhưng mà cậu vẫn lựa chọn trốn tránh. Nói chung là có lúc cậu vẫn nhát gan lắm, chiều hôm nay cậu đợi thẩm huy minh tan làm, ngồi trong tiệm cà phê mà chỉ cần ngước lên là nhìn thấy tòa nhà đối diện, người yêu của cậu đang bận rộn ở đó, còn cậu, không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì dư thừa, chỉ cần dùng thân phận người ngoài cuộc đọc tiếp cuốn sách này mà thôi. Trang 161, cậu dùng cây bút máy trên bàn gạch những đường nhàn nhạt dưới một câu nói chúng tôi cần phải suy xét một cách có trách nhiệm về việc hai người sẽ chung sống trọn đời cùng nhau như thế nào khi chúng tôi nghỉ hưu với cái hàm đầy răng giả và sống trong một căn nhà bên bãi biển nếu như đã tin vào những điều ấy thì chúng tôi thậm chí có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn dùng cách thức kiên quyết nhất hợp pháp nhất để ép buộc con tim mình chìm đắm trong thứ tình yêu vô cùng tận cậu rất thích câu nói này nhưng mà lại hơi hoài nghi về từ ép buộc vì cậu và thẩm huy minh đều tận hưởng tình yêu này trong vui vẻ chứ không một ai bị ép buộc phải đắm đuối trong nó cả. Việc ra quyết định về nhà đơn giản hơn nhiều so với hành động thực tiễn. Dù Tác Dương đã cố gắng biểu hiện tỉnh bơ nhất có thể, nhưng những mối lo âu của cậu không thể nào thoát khỏi tầm mắt Thẩm Huy Minh. Thẩm Huy Minh đã thu xếp xong công việc, chuyện gì gấp thì cố gắng giải quyết thật nhanh, chuyện gì không quan trọng thì đợi anh về rồi tính sau. Mua xong vé tàu cao tốc, đặt xong khách sạn, 6 giờ sáng hai người xuất phát ra ga tàu cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn đầu trong công cuộc tháo gỡ gút mắt trong lòng tác dương suốt nhiều năm qua suốt bốn tiếng đi tàu tác dương nói rất ít hồi trước mới lên đại học năm nào cậu cũng đi đi lại lại chuyến tàu này vô số lần nhưng sau này mỗi lúc một ít dần mà càng ít thì cậu lại càng không dám về tuy thẩm huy minh không thể nào hoàn toàn đồng cảm với cậu được nhưng anh cố gắng đứng ở lập trường của tác dương để suy xét vấn đề anh có thể hiểu được nỗi lo lắng và bất an của cậu mà điều duy nhất anh có thể làm chỉ là ở bên cạnh cậu mà thôi. Anh hy vọng chuyến đi lần này sẽ có kết quả, bất kể tốt hay xấu thì chí ít cũng cho tác dương được một câu trả lời, đừng để em phải trông trên bất định nữa. Thẩm Huy Minh nắm rịch tay tác dương, cậu quay lại nhìn anh, nặng ra một nụ cười miễn cưỡng, hay em ngủ một lát đi. Thẩm Huy Minh xem đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới, tác dương ngần ngừ một chốc, sau đó thở hắt ra rồi ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại, thật tình là ngủ không nổi. Thẩm Huy Minh cũng biết cậu không tài nào ngủ được nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức cũng tốt. Từ tối hôm qua Tác Dương đã chẳng ngủ được rồi. Thẩm Huy Minh nhìn mà đau lòng. Tác Dương khẽ bảo, đột nhiên em cảm thấy, cũng còn may là em không phải đối mặt với chuyện này một mình. Thẩm Huy Minh quay sang nhìn cậu. Tác Dương không mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên Thẩm Huy Minh nghiêm túc quan sát hàng long mi và sống mũi cậu. Cái năm em rời khỏi nhà vào đêm giao thừa thậm chí em còn không dám buông lợi chắc chắn rằng em nhất định có thể gặp được một người sẵn lòng ở bên em đến cuối đời, tác dương, kể gia đình em, cho dù là cãi vã thì cũng chừa đường lui cho mình, cố gắng không để đối phương bắt thóp, em của khi đó, dù đã công khai bất đắc dĩ, dù đã trở mặt với ba mẹ, nhưng em vẫn không tài nào nói với họ rằng. Cho dù em có là người đồng tính thì em cũng có thể tìm được một bạn đời ưu tú và lâu bền, tác dương dừng lại một thoáng rồi hắt thở, tóm lại là em không có tự tin với bất kỳ chuyện gì cả tác dương nhẹ nhẹ ngã lên bờ vai thẩm huy minh thở dài thường thường anh đoán xem có khi nào ba mẹ sẽ tưởng em dẫn anh về là để thị uy hay không cậu bật cười dù sao thì bọn họ cũng sẽ không ngờ em lại có thể tìm được một người yêu tuyệt vời như vậy đâu thẩm huy minh nhấc tay lên ấp vào trán cậu lòng bàn tay ấm áp đắp trên cái trán mát lạnh của tác dương thật dễ chịu làm sao thẩm huy minh nhìn ra ngoài cửa sổ mới vừa rơi một trận tuyết lớn nên bên ngoài trắng xóa chẳng thấy xung quanh là gì lại sắp qua năm mới rồi thẩm huy minh nói giao thừa năm nay em không còn một mình nữa đâu không còn một mình ư ừ. đúng là vậy rồi cái năm trở mặt với ba mẹ cậu đón giao thừa một mình trên tàu cao tốc đêm hôm đó nhân viên đoàn tàu có bưng sủi cảo tới tặng cho các hành khách cậu vừa ăn vừa thúc thiết cậu không kể chuyện này cho thẩm huy minh nghe những nỗi buồn và tuổi hộ ấy đều đã là quá khứ rồi không cần phải lôi ra cho người yêu thêm đau lòng làm gì sau đó giao thừa hàng năm Tác Dương đều chủ động xin được sắp xếp lịch bay, cậu không bao giờ để mình lún sâu trong vũng bùn cô độc cả. Tự dày vào bản thân không hề thích hợp với cậu, nhưng mà nếu như năm nay có thể đón Tết một cách chân chính thì chắc nó sẽ trở thành một kỳ nghỉ Tết đáng để cậu kỷ niệm nhất trong suốt mấy năm gần đây. Có bay cao đi xa đến mấy cũng không bằng sống hạnh phúc bên người yêu và gia đình. Tàu cao tốc vào trạm, Tác Dương nói, nhiều năm trôi qua mà nơi đây vẫn y hệt lúc trước. Thẩm Huy Minh đi phía sau cậu, theo cậu xuống tàu chắc là ga tàu ở tỉnh nào cũng đều náo nhiệt như nhau những người đặt chân tới đây đa phần đều đeo trên mặt nét vội vã hoặc là ngơ ngác tại nơi đây mỗi người đều mở đầu hoặc kết thúc một cuộc hành trình viết mở bài hoặc là kết cục của một câu chuyện thẩm huy minh theo tác dương hòa vào dòng người đi tới cổng ra tác dương nói khi mới lên đại học kỳ nghỉ đông hàng năm em về quê ba em đều đến đây đón em lái theo chiếc xe mà ông định đổi mà mãi vẫn chưa đổi được đi ra ngoài một đoạn tác dương điềm tĩnh kể cho thẩm huy minh nghe về chuyện gia đình mình tác dương và thẩm huy minh dù là bản thân họ hay là gia đình họ thì cũng đều có những kỷ niệm đáng để lưu giữ họ đều là những người bình thường làm một công việc bình thường bận rộn tìm kế sinh nhai trong thành phố bọn họ đều biết những người giống như mình trong thành phố có thể nói là vô thiên lũng những ân oán hào môn vọng tộc trong tiểu thuyết hay phim ảnh đều không tồn tại xung quanh họ làm người bình thường nhưng cũng có những mùn phiền của người bình thường cuốn thân tác dương nói mấy năm nay em có lén về nhà vài lần nhưng đều trốn ở nơi xa xa ngóng nhìn sau đó hỏi khéo bà chủ siêu thị gia đình em quen biết để thăm dò tình hình của họ thẩm huy minh nói có lẽ ba mẹ em cũng biết em đã về đấy chắc cũng biết mà tác dương nghĩ chắc họ cũng biết thôi bà chủ siêu thị đó thích tám chuyện với mấy bác gái với tính cách đó thì không thể nào sau khi gặp cậu lại không kể cho ba mẹ cậu nghe được nhưng mà như vậy thì đã làm sao thà không biết còn hơn cứ nghĩ tới việc ba mẹ biết mình về nhưng vẫn bình chân như vậy tác dương lại càng thấy hụt hẫng hơn hai người bắt xe đi tới khách sạn ban đầu tác dương còn định quay về trong ngày vì cậu nghĩ chuyến đi này sẽ không kéo dài quá lâu tóm lại cũng là do cậu quá bi quan không có bất kỳ hy vọng gì trong lần về quê này cả nhưng mà thay vì nói là cậu không ôm kỳ vọng thì nói cậu không dám sẽ chính xác hơn không đặt kỳ vọng quá cao thì sẽ không thất vọng quá thê thảm bây giờ cậu đã biết làm thế nào để mình sống thoải mái hơn trước rồi nhưng thẩm huy minh lại nói mình cứ trò lại một đêm đi đi tàu bốn tiếng liền mệt lắm chúng ta đến nhà em trước rồi buổi tối em còn dẫn anh đi chơi nữa chứ anh nói muốn ngắm nghía thành phố nơi tác dương đã sinh ra và lớn lên thăm ngôi trường mà tác dương từng học thưởng thức những món tác dương từng ăn tác dương nhớ tới lần hẹn hò trước cậu và thẩm huy minh đã lặp lại quỷ tích mà anh từng trải qua dù là đáp lại thì cậu cũng nên đồng ý vì thế hai người đặt khách sạn cách nhà tác dương không xa lắm khi nhận được phòng cũng đã là buổi trưa tác dương nói ăn cơm xong hẳn đi thẩm huy minh lại đề nghị đi trước giờ ăn trưa luôn chúng ta đi bây giờ đúng lúc ba mẹ em đang ăn cơm thẩm huy minh nở nụ cười biết đâu còn được ké một bữa thì sao tác dương ngại nói với thẩm huy minh là ba mẹ cậu không phải kiểu người hay giữ khách lại ăn cơm từ nhỏ tới lớn cậu rất hiếm khi thấy ba mẹ gọi bạn bè tới nhà làm gì cả ba mẹ cậu tương kính như tân đối xử với người ngoại thì càng thêm xa cách cậu cũng chưa bao giờ thấy bọn họ có bạn bè thân thiết nào thậm chí đến cả họ hàng cũng chẳng thấy qua lại nhà cậu là một gia đình sống vô cùng độc lập nhưng tác dương vẫn không bác bỏ đề nghị của thẩm huy minh cậu dẫn anh đi tới nhà của mình trưa thứ bảy trong chung cư hết sức nhộn nhịp nào là người già trẻ nhỏ đến những anh giao hàng gia đình tác dương chuyển tới đây cũng được mười mấy năm rồi khi đó tác dương vẫn còn học tiểu học ngày xưa ở đây cũng được xem là khu chung cư có cơ sở vật chất tốt nhưng mà mười mấy năm trôi qua nó nghiễm nhiên trở thành cư xá rồi vừa bước vào chung cư là tác dương đã bắt đầu căng thẳng thậm chí cậu còn không thể trò chuyện với thẩm huy minh một cách bình tĩnh được trước khi hai người rời khỏi khách sạn đã bàn bạc sẵn kế hoạch rồi tác dương sẽ lên trước một mình thẩm huy minh đứng ở cầu thang tầng dưới đợi nếu không thì cục diện sẽ thành ra như tác dương nói dẫn đại một thằng bạn trai về nhà ai không biết còn tưởng là cậu về để thị uy lúc lên lầu tác dương đi càng lúc càng chậm nhà cậu ở tầng bốn tới tầng hai là cậu đã không dám đi tiếp rồi hai năm trước có một lần cậu lén về nhà đã đứng trước cửa rồi nhưng vừa nghe thấy bên trong có tiếng động là vội vàng chạy biến lên lầu trốn ngay lần đó là mẹ cậu ra ngoài đổ rác bà vừa đi ra là xuống lầu luôn không nhìn thấy Tác Dương đang đứng ở cầu thang lầu trên trộm ngó bà. Hai năm trôi qua, lại lần nữa bước lên những bậc thang này, mỗi bước chân như đang dẫm lên tim Tác Dương vậy. Em vẫn ổn chứ? Thẩm Huy Minh hơi lo lắng cho cậu. Tác Dương vốn đang thẫn thờ, cậu trao mày lúng sâu trong hồi ức, nghe thấy giọng nói của Thẩm Huy Minh bất thần quay trở về hiện thực, cậu lắc đầu. Em không sao. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trên, Thẩm Huy Minh dừng chân ở lầu ba. Em làm được không? Thẩm Huy Minh nắm tay cậu, không sao đâu. Tác Dương ngước lên nhìn anh, lưỡng lự một lát mới gật đầu, lại bước tiếp, cậu vừa đi vừa đến bậc. Đây là khu cư xá cũ nên xây không quá cao, bậc thang mỗi tầng cũng không nhiều. Cậu cứ đến như thế, sau đó đã tới được cửa nhà. Căn nhà này đã mấy năm rồi cậu không quay lại, thật ra có lắm lúc, định nghĩ về nhà của Tác Dương khá mơ hồ. Rốt cuộc nhà là gì? Là một căn hộ, một đôi vợ chồng, hay là có thêm một đứa con? Đây đều chỉ là biểu tượng của nhà. Một căn nhà chân chính đáng lẽ phải ngập tràn hơi ấm và tình yêu thương, có lẽ tồn tại của nhà cũng giống như bầu trời xanh, cho người ta tự do, cũng cho người ta sự che chở. Nếu vậy thì nhà của cậu như thế nào? Tác Dương đứng trước cửa, quay đầu nhìn về phía cầu thang, cậu không thấy Thẩm Huy Minh đang nấp, nhưng vẫn biết rằng anh đang ở đó chờ mình. Cậu đã từng một mình đối mặt, một mình chờ đợi, liệu bây giờ có một kết cục viên mãn nào cho cậu hay không? tác dương giơ tay lên khi bấm chuông cửa cậu mới phát hiện tay mình ướt trượt mồ hôi nhịp tim cậu chưa bao giờ đập nhanh như thế này ngay cả lúc biết máy bay gặp sự cố cũng chưa từng cậu đứng ở đó nghe thấy bên trong truyền ra giọng mẹ cậu ai đó tuy đã mấy năm không được nghe nhưng nó vẫn thân thuộc làm sao nhà là nơi mà cho dù sau này có thay đổi như thế nào thì bạn cũng không thể dứt bỏ được bỗng nhiên tác dương hiểu ra điều đó cậu nghe tiếng bước chân bên trong mỗi lúc một gần tiếng sột soạt của dép lê cũng khiến cậu thấy thân quen cậu mấp máy môi lần đầu không thể thốt ra tiếng lần thứ hai cậu trả lời mẹ ơi là con đây tiếng bước chân bên trong đột ngột dừng lại tác dương đứng bên ngoài như một bị cáo đang đợi tòa tuyên án liệu cậu có được phán vô tội và phóng thích hay không liệu cậu có được ngôi nhà này trao cho sự tự do và bao dung hay không tác dương nói mẹ ơi con về thăm ba mẹ đây tác dương đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại đón nhận cái kết xấu nhất nhưng mà vẫn không khỏi thấp thỏm dù đã chuẩn bị đã tự nhủ thất bại mới là đáp án nằm trong tiên liệu nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng đã có một hạt giống hy vọng đang manh nha chớm nở trong lòng cậu muốn dìm nó xuống cũng không được tác dương đứng thẳng như thước kẻ trước cửa nhà làm cậu nhớ tới hồi trung học có một lần thi điểm kém về tới nhà tay siết chặt tờ bài làm mãi mà không dám vào sau đó ba cậu ở ngoài đường về thấy cậu mới kéo cậu vào nhà khi đó cậu lo sẽ bị ba mẹ mắng, nhưng thực tế thì những lời mắng chửi cậu tưởng tượng ra lại không hề xuất hiện, ba mẹ chỉ bảo lần sau cố gắng hơn. Tác Dương biết có đôi lúc cậu rất hay hù dọa bản thân, cậu thầm cầu nguyện, ước sau lần này cũng sẽ như khi đó. Trong mấy giây chờ đợi, thậm chí cậu còn không dám hít thở mạnh. Cuối cùng, tiếng động đằng sau cánh cửa lại lần nữa vọng ra, cậu nghe thấy người bên kia đi rất chậm, nhưng vẫn ra tới cửa rồi. Cậu nghe thấy âm thanh mở khóa cửa, vô thức trung lên cầm cập. Cậu không muốn thể hiện mình hèn mọn như thế. Cậu hy vọng mình có thể vươn thẳng lưng, đứng trước mặt ba mẹ một cách tự tin, nói với họ rằng bây giờ cậu đang sống rất tốt, có công việc ổn định, có một người bạn trai xuất sắc, và cả chuyện cậu rất nhớ họ. Nhưng mà cổ họng cậu như có cái gì đó nghẹn lại, môi cũng run rẩy. cuối cùng cửa cũng mở ra, tác dương lùi về sau một chút, ngoài cửa, trong nhà, khoảng cách chưa đầy một mét, hai mẹ con đã lâu không gặp cứ nhìn nhau như thế tác dương vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đón nhận giây phút này nhưng tới được giây phút này rồi mới hiểu ra dù cái nhà này đã từng nổ ra tranh cãi như thế nào thì cậu vẫn luôn mong đợi được trở về xưa nay cậu không phải người luôn để tâm tới người khác trước khi gặp thẩm huy minh cậu cảm thấy người duy nhất mà mình không thể dứt bỏ được chính là ba mẹ là cái gia đình này người phụ nữ trước mặt mình đã mấy năm rồi chưa được nhìn ngắm bà một cách đường hoàng giờ nhìn mới thấy thật ra mẹ cũng không thay đổi nhiều lắm nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì giữa hàng lông mày đã hàng những đường nét cực nhọc tác dương quá hiểu mẹ mình cho dù ở ngoài hay trong nhà thì lúc nào bà cũng chăm sóc bề ngoài thật gọn gàng và chỉnh chu đến cả đầu tóc cũng không có sợi nào rũ rượi cả nhà cậu đều thế cả trong quan niệm của họ thì dù bản thân có sống ra làm sao thì cũng không được để lộ sơ hở trước mặt người ngoài cho dù bên trong đã tán loạn tan tác thì vẫn phải tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả nhà họ đã không còn xa lạ với việc ngụy trang rồi chỉ là giống như thẩm huy minh có thể phát hiện được nội tâm thật sự của cậu thì tác dương cũng có thể nhìn ra được những thay đổi của mẹ cậu suốt mấy năm qua cái cảm giác mệt nhọc không chỉ xuất phát từ thể xác mà phần nhiều bắt nguồn từ tinh thần rốt cuộc là vì nguyên nhân gì tác dương cũng có thể đoán ra hai người đứng lì ở cửa không ai chịu mở lời tác dương không biết tại sao mẹ mình chỉ nhìn mà không lên tiếng còn về phần cậu thì không cách nào thốt nên lời được cậu sợ chỉ cần mình mở miệng thì sẽ òa khóc ra mất từ nhỏ cậu đã được dạy là không được khóc, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được khóc, thậm chí có lần ba cậu còn bảo, sau này cho dù ba mẹ có qua đời thì ở trong tang lễ con cũng không được khóc, có biết chưa, nhưng Tác Dương đã phá luật từ lâu rồi, ngay trong đêm giao thừa mấy năm trước, cậu đã rời khỏi nhà trong dàn dụ nước mắt, và vào một buổi chiều tà cách đây ít lâu, cậu đã lặng lẽ rơi lệ khi ông Thẩm Huy Minh ở sân bay, lúc trước không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi, nước mắt là sự bộc lộ cảm xúc chân xác nhất nhiều lúc không thể nào kiềm chế được nhưng khi ở trước mặt ba mẹ thì cậu vẫn hy vọng mình có thể ra dáng một người con mà họ mong muốn cho nên cậu nhẫn nhịn cố gắng nuốt nước mắt vào trong tác dương mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh làm bộ như mình rất bình thường cậu lên tiếng mẹ người đứng bên trong nhà quan sát cậu như đang quan sát một người quen lâu ngày gặp lại không tính là lạnh nhạt nhưng cũng chẳng có gì thân mật nhưng mà cảnh tượng này không khác mấy tưởng tượng của tác dương sao lại về đây ngữ điệu cũng bình tĩnh cứ như tác dương chỉ đang đi học đại học ở ngoài tỉnh đột nhiên về nhà mà không báo trước vậy tác dương đứng ở đó mang máng cảm nhận được đáp án mà cậu muốn từ thái độ của mẹ đáp án đó chính là vẫn không có đáp án ngôi nhà này cậu vẫn không thể bước vào được nếu đã như thế thì cậu cũng không có ý định ở lại quá lâu nói xong chuyện mình cần nói thì sẽ đi ngay con rất nhớ ba mẹ tác dương nói mấy năm qua con có lén trở về nhưng không dám gặp chỉ trốn ở xung quanh nghe ngóng nhìn trộm ba mẹ một lúc rồi đi mẹ cậu không nói gì vẫn đứng ở đó nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh có thể ba mẹ vẫn còn giận nhưng mà con cũng không còn cách nào chuyện này con không thể thay đổi được tác dương cúi gầm đầu hít thở sau một lát sau đó ngẩng lên nhìn bà mẹ ơi ban đầu con cũng không có can đảm đứng ở đây đâu nhưng mà con đã có bạn trai rồi sắp tới tụi con chuẩn bị kết hôn đây là người đàn ông hoàn hảo nhất mà con từng gặp trong đời tụi con muốn dành phần đời còn lại bên nhau đây là chuyện tốt lành là chuyện hạnh phúc nhất suốt nhiều năm qua của con con hy vọng có thể chính miệng báo cho ba mẹ biết tác dương nhìn thấy mẹ mình cau mày con không kỳ vọng ba mẹ sẽ chấp nhận nhưng là con trai con vẫn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với ba mẹ con chỉ mong ba mẹ biết rằng dù có là đồng tính hay dị tính dù con có ở bên cạnh ba mẹ hay không thì ba mẹ vẫn là người con kính trọng nhất bận lòng nhất tác dương giải bày con chân thành biết ơn công nuôi dưỡng của ba mẹ suốt mấy chục năm qua cũng thật lòng hy vọng mình có thể trở thành đứa con mà ba mẹ lấy làm tự hào có thể chăm sóc báo đáp cho ba mẹ nhưng mà có nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi được con là người đồng tính con thích đàn ông và sẽ kết hôn với người đàn ông mà con yêu đây là chuyện đã xảy ra và không thể nào thay đổi được Tác Dương không biết mình rơi nước mắt từ câu nào, chỉ khi cậu thấy mẹ mình xoay người vào nhà rồi lại trở ra với sắp khăn giấy trong tay thì cậu mới hay nước mắt mình đã thấm ướt và trước chiếc bành tô rồi. Cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy cả, dù là cái hôm ông Thẩm Huy Minh ở sân bay sau khi thoát được kiếp nạn tai ác, mẹ cậu vẫn đanh mặt nhưng lại đưa khăn giấy ra. Điều này khiến Tác Dương hơi kinh ngạc. Lau nước mắt đi, bà nói, đừng khóc trước cửa nhà mẹ. Tuy không phải là một câu ấm lòng nhưng đối với Tác Dương mà nói thì nó có ý nghĩa nặng nghìn cân. Cậu nhận lấy khăn giấy, tay run lẩy bẩy lau nước mắt. Sao ống nhâm ống nhách vậy? Tác Dương vẫn chưa lau hết nước mắt thì đột nhiên mẹ cậu lạnh lùng hỏi, "Không phải bảo đã tìm được bạn trai rồi sao?" Hai đứa sống như thế này à? Tác Dương không tin vào mắt mình, vì cậu nghe câu này giống như một lời quan tâm vậy. "Con vẫn ổn ạ." À, nhất thời Tác Dương không biết nên nói gì cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý sẽ được mẹ quan tâm ăn cơm chưa đôi mắt bà lạnh tanh nhìn cậu chưa thì vào nhà ăn bà xoay người đi vào được hai bước thì dừng ngoảnh cổ hỏi có dẫn thằng bạn trai ấy về không tác dương đứng như trời trồng không dám rượu quậy tay cậu cầm tờ khăn giấy đẫm nước mắt cơ thể rơi vào trạng thái ngơ ngác cậu đứng nghệt mặt ở đó nghe tiếng và đợi thẩm huy minh bước nhanh lên lầu thẩm huy minh đi tới sau lưng tác dương không nhẹ người chào cô ạ à, con tên thẩm huy minh thấy rõ mẹ tác dương nhăn mặt nhưng anh chẳng bận tâm anh với tác dương đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khinh khi rồi thậm chí còn sẵn sàng chịu đòn nữa kìa nhưng mà thẩm huy minh cảm thấy ba mẹ tác dương sẽ không ra tay với mình đâu chúng ta có thể nhìn thấy dáng dấp cha mẹ một người thông qua chính bản thân người đó anh không nghĩ ba mẹ tác dương lại là người thích tay đấm chân đá dù hai người có biểu hiện gì với anh thì hôm nay thẩm huy minh cũng sẽ cười trừ hết mẹ tác dương dòm thẩm huy minh nhưng không nói gì đột nhiên trong nhà vọng ra một giọng nói ai vậy ba tác dương từ trong nhà đi ra trong tay cầm vá múc canh ông nhìn thấy con trai mình đứng ngoài cửa cũng giật mình sau đó dựng thẳng người dậy tác dương gọi ba mẹ cậu quay đầu nói với ba cậu nó dẫn bạn trai về đấy ánh mắt ba tác dương phóng qua hai người để rồi đậu lên người thẩm huy minh con chào chú ạ à, thẩm huy minh lại lần nữa giới thiệu bản thân con tên thẩm huy minh là bạn trai của tác dương lại tiếp tục rơi vào bầu không khí tĩnh lặng bỗng nhiên thẩm huy minh hiểu ra mỗi gia đình có một phong cách riêng còn nếp nhà của tác dương thật sự khiến anh thấy căng thẳng vừa căng thẳng vừa lúng túng hiếm khi có giây phút nào khiến thẩm huy minh thấy khó xử như vậy anh làm kinh doanh bao nhiêu năm nay gặp đủ các hạng người có tình huống nào mà anh chưa phải đối mặt đâu theo lẽ thường thì hẳn là anh không nên sợ hãi nhưng mà hiển nhiên lần này là một đề bài hóc búa với anh rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại sở dĩ đề khó cũng chỉ vì họ là ba mẹ của tác dương khi thẩm huy minh đối diện với họ thì cần phải cẩn mực hơn chu đáo hơn anh biết có lẽ mình sẽ không bao giờ được hoan nghênh ở cái nhà này nhưng ít nhất anh cũng phải khiến cho họ biết họ có thể yên lòng khi tác dương ở bên anh ba tác dương quan sát hai người đang đứng ngoài cửa một hồi sau đó mới cất lời vào ăn cơm đi nói xong ông xoay người đi vào bếp tác dương và thẩm huy minh vẫn không dám nhúc nhích nhưng mẹ cậu lại thúc giục muốn ăn thì vào không muốn thì đóng cửa lại rồi đi đi, bà xoay người vào bếp, Thẩm Huy Minh lập tức kéo tay Tác Dương đi vào trong. Hai người đứng ở huyền quan nhìn nhau, mẹ Tác Dương bất thần ngoái đầu lại, dép lê ở trong tủ giày đấy. Bà thấy hai đứa nắm tay nhau thì hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì mà bỏ đi chỗ khác. Tác Dương và Thẩm Huy Minh thay dép, tiến thêm hai bước, đứng ở huyền quan nhìn vào trong nhà. Tất cả bài trí trong nhà đều không thay đổi, năm xưa khi Tác Dương đi nó như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Thẩm Huy Minh đứng phía sau, nhấc tay lên vuốt ve lưng cậu, "Hay quá, chúng ta đều được vào nhà rồi." Tác Dương quay lại nhìn anh, gật đầu khẽ bảo, "Phải, kết quả này tốt hơn trong tưởng tượng của em nhiều, bởi vì trước khi tới đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái kết xấu nhất rồi, cho nên những động tác và lời nói giảng nới của ba mẹ đều là bất ngờ ngoài dự kiến đối với Tác Dương." Hai người rõ ràng là về nhà của Tác Dương, nhưng mà vẫn cẩn mực như khách vãng lai, bọn họ đứng ở cửa lúng túng không biết nên đi đâu về đâu chỉ có thể đợi chủ nhà phát hiệu lệnh mà thôi đi rửa tay đi mẹ tác dương từ trong bếp ra chỉ tay về phía phòng vệ sinh thế là hai tên đàn ông cao to khép nép đi về phía phòng vệ sinh không dám hé môi nói nửa lời thẩm huy minh tò mò ghê không biết gia đình tác dương vốn như thế này hay là sau khi em công khai thì mới như vậy nếu như bầu không khí từ xưa đến giờ đã thế này thì cũng áp lực phết đấy trong lúc rửa tay tác dương ngó thẩm huy minh trong gương sau đó khẽ bảo hầu như lúc nào ba mẹ em cũng vậy hết á thẩm huy minh kinh ngạc nhìn cậu tác dương không nói nhiều cũng sợ bị ba mẹ nghe thấy có một số câu bọn họ nói riêng thì tốt hơn rửa tay xong hai người lại được gọi ra bàn ăn chuẩn bị dùng bữa bữa cơm này làm thẩm huy minh áp lực ghê gớm tuy ba mẹ tác dương không có biểu hiện quá chú ý tới anh nhưng mà nó còn nặng nề hơn là bị điều tra hộ khẩu nữa suốt bữa thẩm huy minh chỉ bị hỏi đúng ba câu câu thứ nhất làm nghề gì câu thứ hai nhà ở đâu câu thứ ba bố mẹ có cái nhìn như thế nào về mối quan hệ của hai đứa thẩm huy minh đáp thật chân thành từng câu một con tự mở một công ty nhỏ trước mắt vẫn tạo được lợi nhuận tốt nhà con chính là ở thành phố mà tác dương đang sinh sống con từng học đại học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài sau khi về nước đến nay con vẫn sống riêng không ở cùng bố mẹ con đã nói rõ xu hướng tính dục của mình với bố mẹ con từ lâu rồi à bố mẹ con cũng từng gặp tác dương cả hai đều rất thích em ấy hỏi gì đáp nấy, Thẩm Huy Minh có cảm giác như mình đang đi phỏng vấn xin việc vậy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tác Dương chỉ cắm cúi ăn không lên tiếng, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ. Còn về phần Tác Dương, nhiều năm không quay về, một nhà ba người cũng không có màn chào đón mừng mừng tuổi tuổi gì cả. Tác Dương ở trước mặt ba mẹ gần như sẽ không chủ động tìm chủ đề nói chuyện, chỉ hỏi vài câu như là gần đây sức khỏe thế nào, công việc ra làm sao. Ba mẹ cậu trả lời cũng rất đơn giản, giống như một cuộc nói chuyện vãn giữa những người xa lạ. Thẩm Huy Minh nghe cũng thấy khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là nhà người ta, nói nhiều quá không hay, nên đành phải tạm thời dặn nỗi xót xa trong lòng xuống. Tác Dương hỏi ba mẹ về tình hình dạo gần đây, ba mẹ cậu cũng hỏi ngược lại cậu, giọng điệu bình tĩnh đến mức có phần lãnh đạm. Ba Tác Dương hỏi, công việc của con vẫn sung sẻ chứ? Vâng ạ, à, con đã bay quốc tế mấy năm rồi, được thăng lên khoan hạng nhất, lương bổng và đãi ngộ cũng tốt hơn trước rất nhiều mẹ tác dương hỏi cậu có gặp phải khó khăn gì không? không à, vẫn rất ổn. tác dương dừng lại một chốc rồi nói chuyện khó khăn thì không có, chuyện tốt lại rất nhiều. thẩm huy minh nhìn hai ông bà ngồi đối diện chỉnh lại tay đang cầm đũa, anh cũng quay sang nhìn tác dương. ngược lại tác dương rất điềm tĩnh, khi nói chuyện cả biểu cảm lẫn giọng điệu cũng không thay đổi gì. cậu kể về chuyện của mình với thẩm huy minh y như đang hàn huyên về thời tiết vậy. con với huy minh đang làm thủ tục. Đợi đâu vào đó xong xuôi tụi con sẽ đến Berlin kết hôn. Đột nhiên Thẩm Huy Minh thấy hơi hoang mang, anh cảm thấy ba mẹ Tác Dương thể hiện rất lộ liễu rằng họ không quá thuận lòng với mối quan hệ của hai người, thà là khoan hẳn nhắc đến còn hơn, sau này từ từ kể cũng chưa muộn, nhưng dù sao Tác Dương cũng là con trai của họ, hiểu họ hơn Thẩm Huy Minh. Nếu hôm nay họ không chấp nhận thì đã chẳng cho hai người vào nhà. Tác Dương biết ba mẹ mình là kiểu người không biết biểu đạt tình cảm, hoặc có thể nói là họ không muốn biểu đạt họ thà cất giấu suy nghĩ thật trong lòng còn hơn là phô bày mọi vui buồn hờn giận ra cho đối phương xem. Thật ra lúc trước tác dương cũng như vậy, chẳng qua thứ tác dương biểu hiện cho người khác xem là sự thân thiết giả tạo, còn cái ba mẹ cậu biểu hiện là sự lạnh nhạt, suy cho cùng thì cả ba cũng cùng một dục. Nếu không nhờ có thẩm huy minh thì có lẽ sau này tác dương cũng sẽ biến thành thế này. Thoạt tiên là cố ý giấu cảm xúc thật, cuối cùng đến cả khả năng cảm nhận và biểu hiện cũng thoái hóa dần. Tác dương nói cuộc sống con không có chuyện gì quá bết bát cũng không có chuyện gì đặc biệt nhưng từ sau khi quen biết huy minh thì đi đâu con cũng gặp chuyện tốt cả hai người ngồi đối diện vừa ăn cơm vừa lắng nghe không phát biểu ý kiến gì tác dương nói xong câu này thì không tiếp tục nữa nhịp tim cậu đập rất nhanh nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường thẩm huy minh khâm phục gia đình này luôn nếu bắt anh sống trong ngôi nhà như thế này thì đừng nói là vài năm chỉ vài ngày thôi anh cũng có thể mắc bệnh trầm cảm được Biết rồi, cuối cùng mẹ Tác Dương cũng đáp lại một câu, cứ như thế, bốn người họ ăn xong bữa cơm trong bầu không khí lúng túng và lạ kỳ đó. Sau khi đặt đũa xuống, Thẩm Huy Minh định giúp đỡ dọn dẹp nhưng lại nghe thấy ba Tác Dương hỏi họ mấy giờ đi tàu về. Câu này chả khác nào hạ lệnh tiễn khách, Tác Dương bảo, ngày mai à, bọn con đã đặt khách sạn rồi, bọn họ ra cửa, lần gặp mặt đầu tiên của Thẩm Huy Minh và ba mẹ Tác Dương cứ thế kết thúc, kết thúc rồi cũng tốt, Thẩm Huy Minh nghĩ, nếu mà cứ tiếp tục thế này thì anh sắp sửa không biết mình có nên hít thở hay không khi hai người thay giày xong chuẩn bị ra ngoài thì ba tác dương gọi lại đợi ba một lát ba cậu vào phòng không lâu sau trở ra với tấm thẻ ngân hàng trong tay tiền mà con gửi mấy năm nay đấy ba tác dương đưa thẻ cho cậu ba mẹ không động vào đồng nào cả mật mã là sinh nhật con thẩm huy minh vô thức nhíu mày cùng lúc nhíu mày với anh còn có tác dương cậu thật sự không ngờ đến cuối cùng ba mẹ vẫn phải đâm một nhát vào tim cậu cậu tưởng rằng cửa nhà đã mở ra cho mình, dù không có cái ông ấm nồng thì chí ít cũng đã bắt đầu hòa hoãn rồi, ấy thế mà hóa ra chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều. Cậu bần thần một lúc sau đó nhận lấy tấm thẻ, tác dương dẫn thẩm huy minh rời đi một mạch ra khỏi chung cư, không buồn ngoái đầu lại, chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp như thế mà sao tác dương vẫn thấy lạnh cống cả người, cậu bước nhanh ra khỏi chung cư. Thậm chí còn không có tâm trí ngoảnh cổ lại xem thẩm huy minh có theo kịp hay không. Ra tới cổng chung cư, tác dương rẽ vào một con ngõ, rồi ngồi thụp xuống chân tường. Thẩm Huy Minh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy, đau lòng y hệt như mình cũng đang bị tra tấn. Anh đi tới ngồi xổm bên cạnh tác dương, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Mùa đông, làng hơi trắng hai người phả ra lượng lờ xung quanh, bỗng nhiên Thẩm Huy Minh cảm thấy hôm nay trời thật lạnh. Nếu Tác Dương khóc ở đây thì chắc nước mắt em sẽ hóa thành đá mất thôi, nhưng mà Tác Dương không khóc, em chỉ ngồi xổm ở đó, sau đó bấu chặt tay Thẩm Huy Minh. Cậu vùi đầu vào cánh tay mình, và bàn tay vẫn nắm rực Thẩm Huy Minh. Thẩm Huy Minh yên lặng ở bên cậu, nhìn cậu, đợi cậu từ từ điều chỉnh cảm xúc. Lúc nãy tác dương nói trong cuộc sống mình chưa từng gặp chuyện gì quá bết bát cả, Thẩm Huy Minh biết tổng, em chỉ không nói ra mà thôi. Hai người cứ ngồi trong ngõ như thế một hồi lâu, mãi đến khi hai chân tê rần. Sau đó hai người đỡ nhau đứng dậy, tác dương cười bảo, trong bọn mình như bảy tám chục tuổi ấy anh nhỉ. Thẩm Huy Minh thấy cậu chịu cười nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm được. Anh đau lòng ông cậu vào lòng, hai người cùng tựa vào tường đợi đến khi chân hết tê. Phía trước có ngân hàng, Tác Dương nói, theo em tới đó đi. Thẩm Huy Minh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, Tác Dương sọc tay vào túi, cầm lấy thẻ ngân hàng. Nếu ba mẹ đã không cần số tiền này vậy thì chuyển nó vào thẻ của em luôn, có thể trả trước tiền vay mua nhà. Cậu nói chuyện nhẹ bẩn, từng câu từng chữ đều vụt tan theo làn hơi cậu thở ra nhưng mà đối với thẩm huy minh thì câu này chẳng khác gì hòn đá tảng đè nặng lên trái tim anh lát nữa chúng ta đi đâu nhớ về thanh xuân đây nhỉ thẩm huy minh kéo tay cậu đi về phía ngân hàng cố ý chuyển chủ đề đến trường của em đi trường cấp ba tác dương nói mình cùng tới gốc cây mà ngày xưa em từng được bạn nữ tỏ tình rồi anh tỏ tình lại lần nữa cho em nghe nhé thẩm huy minh cười gật đầu được chứ chỉ cần cho anh vào thì anh tỏ tình mười nghìn lần cũng được môi ai cũng cười nhưng tìm ai cũng chua chát hai người đến trước máy atm của ngân hàng cậu không muốn giữ lại tấm thẻ này chút nào cứ nhìn là lại thấy khó chịu nhưng mà khi cậu đút thẻ vào nhập mật mã lại phát hiện chuyện không giống như mình nghĩ số tiền trong tấm thẻ này vượt xa số tiền cậu gửi cho ba mẹ mấy năm nay thậm chí là gấp mấy lần sao thế thẩm huy minh đứng phía sau đợi một hồi phát hiện tác dương cứng ngay ra anh hơi lo nên bước lên hỏi Huy Minh ơi, Tác Dương nhìn số dư trên màn hình, nói với anh: Ba mẹ lừa em, sao cơ? Đây không chỉ có tiền em gửi cho họ. Khi Tác Dương nói đến đây, giọng cậu hơi ngẹn ngào. Mấy năm nay em gửi cho ba mẹ cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi, nhưng trong đây tới ba trăm nghìn lần. Thẩm Huy Minh cũng hoảng hồn, em không nhìn lầm đấy chứ? Tác Dương kéo anh lại, anh nhìn đi. Thẩm Huy Minh vào màn hình, cao mày, đúng thật này. Anh vừa quay sang thì phát hiện nước mắt lăn dài trên má cậu em đã hiểu lầm ba mẹ rồi anh à tác dương giơ tay lên quệt nước mắt cười nói ba mẹ vẫn cần em thấy cậu như thế thẩm huy minh cũng không kìm lòng được ghé sang ông cậu vào lòng thẩm huy minh thật sự không biết nên nói gì mới phải anh không thể trách móc ba mẹ tác dương được vì dù sau đó cũng là người thân của người anh yêu nhưng mà có một điều không thể phủ nhận là cách bọn họ biểu đạt tình cảm thật sự khiến người ta thấy khó chấp nhận báo hại người ta không biết rốt cuộc đó là dao hay kẹo thẩm huy minh đau lòng quá chừng ông siết lấy tác dương dịu dàng xoa lưng cậu phải ba mẹ em đã thông suốt rồi tác dương nhắm mắt lại cắn lên vai thẩm huy minh cậu cố gắng không để mình bật khóc nhưng càng kiềm chế thì càng không dằn lòng được cậu khó chịu quá kiềm nén suốt bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng được giải thoát rồi cái nút thắt sắp siết cổ cậu tới chết cuối cùng cũng được tháo gỡ trong hôm nay tác dương không trách ba mẹ mình một tí nào vì cậu hiểu họ những hành động mà người khác không thể nào lý giải nhưng đối với tác dương lại là ban ơn được thế này đã là tốt lắm rồi tác dương cắn lên vai thẩm huy minh cuối cùng cũng òa khóc gút mắt vướng bận suốt bấy lâu cuối cùng cũng đã được tháo gỡ dù hướng phát triển của câu chuyện hoàn toàn không giống như dự liệu của tác dương nhưng ít nhất thì cậu cũng đã hiểu được tấm lòng của ba mẹ mình biết rằng mình không hề bị vứt bỏ khi cậu và thẩm huy minh đi ra khỏi ngân hàng thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đề bài hóc búa nhất đối với cậu đã được giải quyết tiếp theo đây chỉ cần hưởng thụ cuộc sống hưởng thụ tình yêu nữa mà thôi tác dương gọi một cuộc điện thoại về nhà miệng thì bảo là báo tin cho ba mẹ biết ngày mai cậu và thẩm huy minh sẽ quay về nhưng thật ra là đang ám chỉ rằng cậu đã biết toàn bộ chân tướng rồi ba mẹ không thích biểu đạt tình cảm vậy thì tác dương cũng không thể bày tỏ quá lộ liễu được nhưng qua cuộc điện thoại này thì cục đá treo trong lòng cũng đã hạ xuống rồi sau đó tác dương dẫn thẩm huy minh đến trường học cũ của mình nhưng mà bác bảo vệ nhất quyết không cho bọn họ vào. Hai người bèn rảo một vòng bên ngoài trường, ngó vào bên trong qua lớp song sắt. Thảm cỏ bị tuyết phủ kín như bưng, cùng với đám học sinh vẫn mặc bộ đồng phục thể dục mỏng manh trước tiết trời lạnh giá chơi bóng rổ. Lúc trước Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương đi thăm nơi lưu giữ ký ức thanh xuân của anh, hôm nay Tác Dương cũng đã có cơ hội dẫn Thẩm Huy Minh ghé nơi cậu lớn lên rồi. Đột nhiên Thẩm Huy Minh cười hỏi, "Em đoán thử xem, nếu như hai chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, thì em có yêu sớm với anh không tác dương liếc sang anh rồi cười hỏi ngược lại anh muốn nghe em nói thật hay là nói dối cho anh vui xì si, có ai hỏi như em không thẩm huy minh hết cách em hỏi như thế thì sao mà anh trả lời nếu như là người khác thì em còn chẳng thèm nghĩ tới nhưng nếu người đó là anh vậy thì đừng nói yêu sớm em mong tốt nhất hai chúng ta đã có hôn ước từ trước khi chào đời luôn tác dương nói xong còn cố ý hỏi trả lời như thế anh thẩm đã hài lòng chưa thẩm huy minh dở khóc dở cười rồi anh hiểu rồi đây là nói dối cho anh vui tác dương phì cười sau đó bỗng kéo lấy tay anh hai đấng mày râu nắm tay nhau đi trên vệ đường thỉnh thoảng có người qua đường lướt ngang cũng ghé mắt liếc sang mùa đông tay trần phơi ngoài không khí chẳng mấy chốc mu bàn tay đã đông cứng nhưng lòng bàn tay cuốn quyện lấy nhau vẫn nóng ấm chẳng ai buồn buông ra hai người đi dạo bên ngoài đến tận tối thẩm huy minh bảo cậu chọn một nhà hàng mà lúc trước cậu thường ghé hai người ăn cơm xong rồi về khách sạn, thế mà Tác Dương nói, em làm gì có nhà hàng nào thường ghé đâu, lúc trước toàn về nhà ăn cơm thôi, với lại bao nhiêu năm qua không về, em cũng khá lạ lẫm với thành phố này rồi. Thật ra Tác Dương thấy hơi tiên tiết, từ khi vào đại học đến giờ cũng ngót nghét 10 năm. 10 năm rời khỏi nhà, thành phố này cũng chẳng thay đổi quá nhiều, nhưng dù có thật sự không thay đổi thì Tác Dương vẫn thấy xa lạ. Xứ người vẫn là xứ người, nhưng quê ta đã không còn là quê ta. Đây có lẽ là chuyện mà ai sinh sống ở nơi đất khách cũng phải chịu, luôn có cảm giác lang thang phiêu bạc, dù đã có nhà cửa ổn định ở một thành phố khác nhưng vẫn không vùng thoát khỏi cảm giác ấy. Nhưng cũng may, Thẩm Huy Minh của cậu có thể trở thành chỗ dựa của cậu rồi. Có lẽ Thẩm Huy Minh cũng hiểu được nỗi lòng của Tác Dương lúc này, anh dùng cả hai tay ấp vào tay cậu, y như đang nâng một món báu vật vậy. Anh vừa hà hơi vừa chà sát tay cho cậu, lạnh cống thế này, Tác Dương cười nhìn anh, rồi nhiên người dán mặt vào mu bàn tay rét buốt của thẩm huy minh lạnh quá tác dương nói thẩm huy minh lầu bầu chứ còn gì tìm đại một quán ăn nào đi có máy sưởi là được rồi không thì em đóng băng ở đây luôn đấy tác dương cười khì rồi nắm tay anh vào một quán ăn lâu đời gần đó tuy chỉ chọn bừa thôi nhưng làm khá ngon hai người ăn sướng miệng hơi lạnh quanh người cũng tan biến sau đó họ về khách sạn lên giường sớm nhưng tác dương lại không buồn ngủ chút nào cậu nằm trọn trong vòng ông của thẩm huy minh trơ mắt nhìn trận nhà thẩm huy minh rất chu đáo biết cậu chưa ngủ nên giơ tay bật đèn đầu giường cho cậu em làm ồn anh hả tác dương nhỏ giọng hỏi thẩm huy minh dấn sang hôn cậu em thở nhẹ như thế mà còn làm ồn được anh thì đúng là lạ lắm đó hai người nằm trên giường tựa vào nhau thẩm huy minh hỏi không ngủ được à vâng tác dương nói đầu óc hơi rối cậu đang nghĩ ngày mai trước khi đi có nên quay về nhà xem thử không ngày mai trước khi đi mình ghé nhà em đi thẩm huy minh cứ như đọc vị được cậu gặp thêm lần nữa mang thêm ít quà cho cô chú hôm nay anh đã đi tay không rồi kỳ cục lắm tác dương nhắm mắt lại dán mặt vào lồng ngực anh huy minh ơi hửm thẩm huy minh hôn nhẹ lên trán tác dương tại sao em lại gặp được anh thế nhỉ thẩm huy minh cúi xuống nhìn cậu nghe thấy cậu nói xưa nay em chưa bao giờ thấy số mình quá nhỏ hay là quá tốt, mọi thứ cứ bình bình chẳng có gì đáng nhắc tới, nhưng sau lần này số em lại hên thế không biết, Thẩm Huy Minh bật cười, ai mà chả thế. Anh cũng rất may mắn mới được gặp em, Tác Dương ngước lên nhìn anh, đột nhiên nhấc chân trở mình, ngồi vắt ngang trên người Thẩm Huy Minh, muốn sao may mắn với em không? Hai tay Tác Dương đặt trên vai anh, anh thua là cái chắc. Nói xong, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, dù sao cũng không ngủ được mình làm chuyện gì cho dễ ngủ đi anh tác dương tắt phực đèn đầu giường rồi sốc chăn lên trùm cả hai lại chẳng hay ngoài trời tuyết lại rơi khi nào nhưng trong phòng lại rất đổi ấm cúng trước khi tác dương và thẩm huy minh đi hai người ghé nhà tác dương một chuyến lần này hai tay thẩm huy minh đều xách theo quà họ đã dày công chọn lựa suốt cả buổi sáng ba mẹ tác dương đều có nhà nhìn thấy bọn họ quay lại thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà biểu hiện của hai ông bà không còn nghiêm khắc như hôm qua nữa tuy vẫn lạnh nhạt ít nói nhưng tác dương luôn nở nụ cười trên môi thẩm huy minh thấy tác dương vui thì mình cũng vui lây đối xử với ba mẹ cậu cũng nhiệt tình hơn thật ra điều sợ nhất là đoán tâm tư của đối phương nhưng thẩm huy minh biết ba mẹ tác dương đã chấp nhận rồi thì cũng không còn quá áp lực nữa mỗi nhà mỗi cảnh anh không có tư cách phán quyết đúng sai tốt xấu cũng không cần thiết phải hòa nhập vào đó chỉ cần làm tốt chuyện mình nên làm là đủ rồi hai người không ở lại quá lâu thấy cũng gần đến giờ rồi nên chuẩn bị ra ga tàu luôn khi bọn họ đứng dậy bà tác dương nói một câu tối qua tuyết rơi hôm nay đường khó đi lắm đấy thẩm huy minh liếc tác dương sau đó lại nghe thấy ba cậu nói để ba chở hai đứa đi tác dương nở nụ cười thẩm huy minh cũng cười theo cảm ơn chú ạ à. vậy tụi con làm phiền chú ba mẹ tác dương theo bọn họ ra ngoài cùng họ đi tới ga tàu dọc đường đi ba mẹ cậu không nói gì thẩm huy minh và tác dương ngồi phía sau anh liên tục kể về những chuyện trong cuộc sống và công việc của hai người trông thì như đang trò chuyện với tác dương nhưng thật ra là để cho hai ông bà nghe thấy thẩm huy minh cảm thấy đây là những chuyện mà ba mẹ muốn hỏi nhưng lại không thốt nên lời muốn quan tâm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu vậy thì mình giúp họ một tay anh ngồi ghế sau nói chuyện đến là rôm rã kể từ chuyện mình với tác dương quen nhau ra làm sao cho tới những dự định trong tương lai đương nhiên là tác dương cũng hiểu ý anh nên không cản thỉnh thoảng còn tiếp lời đến ga tàu, ba mẹ tác dương không theo vào trong, chỉ đổ xe bên đường, nhìn các con xuống xe. Khoảnh khắc này đưa tác dương quay về thời đại học, khi đó, ba cậu cũng thường đưa cậu tới chỗ này, rồi một mình cậu đi lấy vé vào ga. Bình thường tác dương đều đi một mạch không ngoái đầu lại, trước giờ cậu chưa từng nghĩ sau khi mình đi thì ba sẽ thế nào. Nhưng có một lần, khi cậu đã bước gần tới quầy bán vé, đi rất xa rồi, nhưng ngoảnh cổ lại, cậu phát hiện ba mình vẫn đứng ở đó đưa mắt nhìn mình bọn họ chưa bao giờ hoài niệm nhau càng không bao giờ trì níu đối phương cậu muốn đi ba mẹ sẽ luôn bình tĩnh nói lời tạm biệt dặn cậu hãy làm thật tốt những gì nên làm mãi đến giây phút tác dương quay đầu lại cậu mới ý thức được thật ra ba mẹ cậu cũng không nỡ nhìn cậu rời xa bao nhiêu năm trôi qua mà khung cảnh khi ấy vẫn còn khắc ghi trong đầu cậu cậu và thẩm huy minh đứng bên cạnh xe mẹ tác dương bảo đi đi nhớ để ý đồ đạc của mình đừng để quên cái gì đấy tác dương làm thinh vài giây sau đó nói mẹ ơi con ôm mẹ một cái được không thẩm huy minh nhìn sang tác dương phát hiện vành mắt cậu đã hàng gân đỏ mẹ tác dương ngồi trong xe nghe thấy con trai nói thế thì hơi giật mình sau đó bà xuống xe ôm lấy cậu gia đình tác dương rất hiếm khi có những cử chỉ này với nhau thật ra tác dương không nhớ lần cuối mình ông ba mẹ là khi nào nữa ba tác dương ôm mẹ xong lại nhìn về phía ba ba cậu ngồi ở ghế lái cuối cùng cũng bước xuống đi tới trước mặt con trai hai cha con ông nhau ai cũng siết thật chặt đến lúc chia ly hốc mắt mẹ Tác Dương cũng đỏ lên Tác Dương nói một thời gian nữa bọn con lại về thăm ba mẹ Thẩm Huy Minh bảo cô chú cứ yên tâm đi ạ à, bọn con sẽ sống thật tốt sống thật tốt với người bạn đời của mình làm công việc mà mình đam mê có lẽ đây chính là cuộc sống mà ba mẹ nào cũng hy vọng ở con cái đi đi mẹ Tác Dương dục còn dùng dằng nữa là muộn mất đấy Tác Dương không kìm lòng được lại tới ông bà một cái nữa sau đó mới đi cùng thẩm huy minh vào trong trên chuyến xe lửa về nhà tác dương ngã vào bả vai thẩm huy minh ngủ khì lần này cậu ngủ rất ngon thậm chí còn nằm mơ nữa chứ trong mơ cậu và thẩm huy minh đang tổ chức hôn lễ ở quê nhà nghi thức rất đơn giản nhưng mà người nhà người yêu bạn bè đều có mặt dưới bầu trời xanh biền biệt trên thảm cỏ xanh ngút ngàn cậu và thẩm huy minh mặc bộ âu phục cùng kiểu dáng cả hai cùng cầm bó hoa tươi sống vai đi lên phía trước hai người đối mặt với nhau với bạn bè thân hữu với trời cao dịu vợi với tương lai rộng mở trong giấc chiêm bao hai người cùng cất lời tuyên thệ nhưng nói gì thì tác dương không nghe thấy nhưng cũng chẳng sao cậu có thể đọc được tất cả từ biểu cảm của mọi người bạn đời thật lòng yêu thương gia đình chân thành chúc phúc bạn bè thật tâm mừng vui còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa chứ khi tác dương mở mắt ra thì xe lửa vẫn còn đang chạy xình xịt ngoài cửa sổ là bãi đất mênh mông tuyết trắng bàn tay cậu nằm gọn trong bàn tay thẩm huy minh vậy rồi à dạ tác dương cười nói em đã mơ thấy hôn lễ của chúng mình đấy anh hôn lễ của tác dương và thẩm huy minh không cử hành ngay sau khi thương lượng thì họ quyết định tối giản nhất có thể cả hai đều không thích phô trương thấy tổ chức long trọng quá chẳng cần thiết dù sao chuyện này cũng chỉ là chuyện của hai người mà berlin cũng quá xa gia đình bạn bè đều có cuộc sống riêng của họ ai dám chắc sẽ đi cùng họ tới berlin đâu chứ nếu không làm ở berlin thì càng không cần làm trong nước ngoài chuyện này ra thì cần phải chuẩn bị khá nhiều thủ tục muốn đáp ứng yêu cầu người ta đưa ra cũng cần có thời gian và công sức từ sau khi tác dương về quê thì hai người lại tiếp tục quay về guồng bận rộn một người lo chuyện công ty một người bắt đầu lịch trình bay cứ sinh hoạt như thế đến tết sau khi tác dương có lịch bay thì lại có người theo thói quen nhờ cậu chuyển ca nhưng lần này thì tác dương từ chối cậu cười bảo năm nay anh phải đón Tết với người yêu và bố mẹ rồi, anh xin lỗi nhé. Cậu khẳng khái nói, người yêu thật sự khiến đồng nghiệp bất ngờ. Chuyện tác dương yêu đương đã được lan truyền khắp công ty từ lâu, nhưng mà Tống Khải, người duy nhất biết đối tượng đó là ai lại chẳng hé môi nửa lời. Mọi người cũng không đào sâu chuyện riêng tư của người ta, chỉ cảm thán hoa đã có chủ rồi thôi. Nhưng khi nghe chuyện này từ chính miệng Tác Dương nói ra thì vẫn không tài nào tin nổi. Đồng nghiệp kia nói xin lỗi với cậu, Tác Dương cười có sao đâu mà, nhưng mà anh cũng xin lỗi vì đã không giúp được em. Đừng đừng, anh đừng nói thế, đồng nghiệp cười bảo, em chúc hai người năm mới vui vẻ trước nhé. Chuyến bay cuối cùng trước thềm năm mới của Tác Dương là bay đi New York, khi về là vừa đúng sáng giao thừa. Thẩm Huy Minh lái xe đến đón, hai người về nhà Tác Dương sửa soạn một lát, đến gần trưa thì sang nhà bố mẹ Thẩm Huy Minh. Thẩm Huy Minh có hỏi Tác Dương là có cần đón ba mẹ cậu tới đón Tết cùng không, nhưng Tác Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo thôi trên đường tới nhà bố mẹ thẩm huy minh hai người có tạc ngang siêu thị mẹ thẩm huy minh có gửi anh một danh sách những đồ cần mua bảo hai người khi nào về thì mua luôn bà nói có lực lượng lao động trẻ tuổi thì phải biết tận dụng chứ hai người đàn ông cao to đẹp trai mặc chiếc măng tô vải nỉ màu đen cùng kiểu dáng một người đẩy xe hàng một người đi bên cạnh đọc danh sách siêu thị mở nhạc đầy không khí tết quầy cân thực phẩm cũng nối hàng dài tác dương chưa bao giờ có trải nghiệm này cả trong thế giới của cậu, Tết thậm chí còn vắng lặng hơn ngày thường. Mãi cho đến hôm nay cậu mới thật sự cảm nhận được nhộn nhịp là như thế nào. Hai người mua đồ xong, mỗi người xách hai túi lớn bỏ vào cốc sau xe. Thẩm Huy Minh nói, mẹ anh tưởng ngày 15 tháng giêng siêu thị đóng cửa hay sao ấy. Hốt bao nhiêu là đồ ăn, chả biết ăn có hết không. Tác Dương đứng bên cạnh cười hì hì, cậu thấy ngày Tết thật là khác biệt. Bọn họ về nhà bố mẹ Thẩm Huy Minh, hai người cởi măng tô ra rồi bắt đầu phụ bố mẹ làm việc người thì dán câu đối tết người thì chuẩn bị đồ ăn tài nghệ nấu nướng của thẩm huy minh hơn hẳn tác dương nên đương nhiên là phụ việc bếp nút tác dương thì theo bố thẩm huy minh lấy câu đối ra bắt đầu dán ngoài cửa cuối cùng là dán chữ phúc trên cửa tủ lạnh bố thẩm huy minh hài lòng đi kiểm tra lại một lượt thấy không còn sơ sót gì nữa mới vui vẻ đi hãm trà tác dương thấy gia đình thẩm huy minh thật đáng yêu cậu đứng nhìn chữ phúc đỏ rực trên cửa tủ lạnh phi cười. Một nhà bốn người, làm tận mười món ăn và một nồi canh, đến giờ xem gala mừng xuân, mẹ thẩm huy minh bất thần vỗ đùi cái chát, quên mất một việc quan trọng rồi, bà quay về phòng ngủ, lấy ra mấy đôi tất đỏ, thẩm huy minh cười rộ lên. Năm này đâu phải năm tuổi của ai trong nhà mình đâu, có cần thiết không mẹ, đương nhiên là cần. Mẹ thẩm huy minh giơ mặt dưới đôi tất ra cho bọn họ xem, đạp tiểu nhân, đó, mọi người mang vào hết đi nào. Đạp tiểu nhân, một phong tục truyền thống ở Tây Quy, ngày Tết sẽ mang vớ có theo hình một tiểu nhân tức là người nhỏ, không có hình tượng cụ thể, muốn theo sao vẽ sao cũng được. Ngụ ý là đạp tất cả những xui xẻo xuống chân để đón chào những điều may mắn. Tác Dương cười nhận lấy, sau khi nói cảm ơn thì mang vào ngay. Thẩm Huy Minh ngồi một bên càm ràm. Mẹ, mẹ thiệt tình, thôi bỏ đi, con không nói nữa. Vậy thì khỏi nói, con nhìn Tác Dương đi kìa, thấy nó nghe lời chưa mẹ thẩm huy minh nhìn ba người đàn ông mang đôi tất đỏ đạp đi nào đạp tiểu nhân tác dương cười nghiêng ngã vào người thẩm huy minh học theo mẹ anh dẫm chân thật mạnh xuống sàn thôi được rồi thẩm huy minh kéo tác dương ra ban công lát nửa người ở tầng dưới lên tìm nhà mình đấy ra ban công hóng gió không trong phòng ngọc quá hai người tết ra ban công mở hé cửa sổ sao rồi không thấy lúng túng nữa chứ tác dương lắc đầu dựa vào người anh thẩm huy minh đứng thật vững mặc cho cậu ngã đầu em vui lắm tác dương nói em chưa bao giờ đón cái tết nào như vậy cả thẩm huy minh nắm tay cậu hai người đứng trên ban công nhìn ra bầu trời đêm trên ban công có treo hai chiếc đèn lồng hắt bóng đỏ lên gương mặt họ từ giờ trở đi năm nào chúng ta cũng sẽ đón tết như vậy em không chê phiền là tốt rồi sao mà cậu chê phiền được chứ tác dương quay đầu lại nhìn thấy bố mẹ anh đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa xem gala mừng xuân Lát nữa mình cùng gói sủi cảo nhé." Thẩm Huy Minh hỏi, "Biết gói không?" "Chưa gói bao giờ, nhưng mà em có thể thử." Gần 10 giờ, bốn người quay quần bên nhau gói sủi cảo, Thẩm Huy Minh phụ trách dạy cho Tác Dương, còn bảo cậu nhét viên đường vào trong sủi cảo. Thẩm Huy Minh nói, "Đây là truyền thống, đến lúc đó ai ăn được sủi cảo có viên đường thì người đó sẽ có một năm thật ngọt ngào." Ấy thế mà sau rốt cả bốn người đều không ăn được, vì sủi cảo có viên đường là do Tác Dương gói mới thả vào trong nội đã vỡ ra rồi viên đường tan vào nước canh luôn mẹ thẩm huy minh nói cả nhà biết như vậy có nghĩa là gì không thẩm huy minh hỏi là gì mẹ có nghĩa là cả nhà chúng ta ai cũng sẽ có một năm thật ngọt ngào bà cười nói vậy cũng tốt đây là điềm lành đấy là điềm lành tác dương nhìn thẩm huy minh nghĩ thật ra cuộc sống mật ngọt của cậu đã bắt đầu từ rất lâu rồi đến gần hết tết tác dương và thẩm huy minh mới chính thức đặt chân lên berlin có nhiều thủ tục khó khăn hơn hai người tưởng nhưng cũng may, dù có tốn bao nhiêu thời gian thì tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lần này hai người bay cùng nhau, Tác Dương ngồi bên cạnh Thẩm Huy Minh không phải với cương vị tiếp viên hàng không nữa, mà là một hành khách bình thường. Khi lên máy bay, Thẩm Huy Minh cười hỏi cậu, "Cảm giác này kỳ diệu lắm phải không?" Lỡ lát nữa gặp đồng nghiệp em quen hỏi em đi đâu thì em trả lời thế nào? Đi kết hôn chứ thế nào nữa?" Tác Dương vừa kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay, vừa đáp nhẹ tên Câu trả lời này rất hợp ý Thẩm Huy Minh, anh ngẩng đầu lên, ông vai tác Dương đi vào trong, nhưng khi gần tới cửa máy bay thì Thẩm Huy Minh vẫn buông cánh tay xuống, anh cũng biết ngại ngùng chiếu bộ, từ đây bay đến Berlin phải quá cảnh một lúc ở Moscow, tuyến đường này đã từng chứng kiến khởi đầu câu chuyện của họ, khi đó còn là mùa thu, Moscow mưa gió bão bùng bắt bọn họ ở lại một đêm, nhưng giờ nhớ lại, hai người đều phải cảm ơn tai nạn đó, vì nhờ có đêm đó mà bọn họ mới có cơ hội tiến gần đến nhau. Đến bây giờ Tác Dương vẫn còn nhớ như in những lời thẩm Huy Minh nói đêm hôm đó, vì em là chính bản thân Tác Dương nên đã đủ độc đáo, đủ hoàn mỹ rồi, cậu bây giờ khi nhìn sang Thẩm Huy Minh cũng nghĩ giống y như thế, vì anh là chính bản thân Thẩm Huy Minh, cho nên đã đủ độc đáo, đủ hoàn hảo, đủ để cậu yêu thương và ngưỡng mộ suốt cả cuộc đời. Ngồi trên máy bay, đột nhiên Tác Dương hơi thẳng thốt, có một khoảnh khắc cậu có cảm giác như ý thức của mình thoát ly khỏi thể xác là một người ngoài cuộc quan sát chính mình và thẩm huy minh cậu nhìn thấy hai người ngồi thân mật bên nhau tựa vào nhau sát rạc không nghe thấy mình và anh đang nói những gì tuy không nghe thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm nhận được từng câu từng chữ đều ngập đầy hoa thơm trong trẻo nở rộ trên miền trời ngày xuân đợi đến khi tác dương hoàng hồn thì chuyến bay đã cất cánh thẩm huy minh nắm lấy tay cậu hai người lại lần nữa đâm xuyên vào những tầng mây trên bầu trời cao ba mươi nghìn feet Chắc chắn đã có ai đó rung rủi cho duyên số hai người để họ gặp nhau rồi dung nhập vào sinh mệnh của nhau. Tác Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ từ từ rời khỏi thành phố mà họ đang sinh sống, mang theo trái tim căng tràn tình yêu đáp xuống một nơi sẽ làm chứng cho mối tình bắt đầu trên trời xanh của họ. Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, hai người lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc bóng trăng tàn, ngắm dải sao lấp lánh rực rỡ. Khi đến được Berlin, Tác Dương nói, "Em không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa." hai người từ sân bay đến thẳng tòa thì chính làm thủ tục đăng ký kết hôn điều khiến tác dương bất ngờ là khi cậu cầm trên tay tờ giấy chứng nhận thì lại không phấn khích như trong tưởng tượng mà có vẻ như tất cả đều diễn ra như vốn nó nên là thế cậu phải lòng thẩm huy minh như vốn nó nên là thế hẹn hò với thẩm huy minh như vốn nó nên là thế rồi kết hôn với anh như vốn nó nên là thế một người không bao giờ hướng đến hay có bất kỳ hy vọng gì với hôn nhân bây giờ lại cảm thấy việc mình kết hôn với Thẩm Huy Minh là chuyện mà nó vốn phải diễn ra vậy. Đi thôi, đến nhà thờ nào. Hai người nắm tay nhau, quay về nhà thờ nhỏ mà họ từng chứng kiến hôn lễ của người khác. Lần này không có người khác, thậm chí còn không có cha xứ, nhưng thần thì có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả thần tình yêu. Hai người đang chặt mười ngón tay, trịnh trọng bước vào lễ đường, họ đi ngang qua những dãy ghế trống trơn, tới trước giá thập tự bọn họ không có tín ngưỡng nhưng họ tin vào tình yêu hai người đứng ở đó chỉ nhìn về nhau chỉ để cho đối phương nghe được nhịp tim của mình thẩm huy minh quỳ một gối xuống lấy ra đôi nhẫn đã chuẩn bị từ lâu chú rể tác dương em có đồng ý cùng chú rể thẩm huy minh chia sẻ quãng đời còn lại không tác dương cười nhìn anh em đồng ý thẩm huy minh đeo nhẫn lên cho cậu sau đó đến lượt tác dương cũng lặp lại y như vậy chú rể thẩm huy minh anh có đồng ý cùng chú rể tác dương bạc đầu giai lão không anh đồng ý, Thẩm Huy Minh nhìn cậu, để cậu đeo nhẫn vào cho mình, sau đó hai người ông chầm lấy nhau, rồi trao nhau một nụ hôn, Thẩm Huy Minh thủ thủy bên tai tác dương, hay là tiện thể chúng ta thời hẹn cho mấy kiếp nữa đi, anh cứ cảm thấy mấy chục năm kiếp này vẫn chưa đủ cho anh yêu em. Tác dương làm thinh một lát, cầm tì trên vai anh, cười tủm tỉm, sau đó cũng thủ thủy bên tai anh, thần Cupid nói ông ấy biết rồi, hết chương 71, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha